chị. Trước tiên người mà mình muốn hỏi phỏng vấn tối hôm nay và để bắt đầu cho cái chương trình này đó là chị Bích Nga. Và có thể nói hello chị Bích Nga ấy. Dạ, hello anh Nín. Yeah, chị về hôm Em mấy nghe giờ được bà không chị? chị ạ? Đêm qua lúc chúng mình về cũng phải khoảng, nói chung cũng đúng giờ anh, khoảng 7 rưỡi mình bay, khoảng 9 giờ đến đây. Dạ. Chị được chung chuyến rồi ha. Vâng, tất cả anh chị em. Thấy hình ảnh một số mấy anh chị gửi về, và chắc có thể mấy anh em cũng thấy hết những cái hình ảnh này, và đặc biệt là một số mấy hình ảnh trong cái màu đỏ, nó đỏ rực. Rực rỡ. Nhưng mà cái mà mình muốn nghe đó là tại vì một Vâng. số anh chị cũng có thể nói là giờ chót và nghe Thiên Trang nói là ngủ không được. Một số Dạ. tương tự như vậy với Minh Nguyệt đó. Thành ra có thể hỏi chị Vâng. nhiều lần đó, nhưng mà cái câu đầu tiên là chị nghe. Vâng. Chị có thể cho biết cái cảm nhận của chị đó về cái chuyến đi này như thế nào, rồi chút xíu nữa cái mình vô chi tiết, nhưng mà chị có cứ thoải mái mà chị nghe nhé, chị có thể nói nhiều càng Dạ. nhiều càng tốt về cái cảm nhận của Vâng. chị trong cái chuyến đi này nói chung đó, và một Dạ. vài cái suy nghĩ của chị khi mà chị về tới nơi chị muốn làm gì đó. Thành ra có thể chị bắt đầu để lấy cái trớn tối hôm nay. Thế xin chào các anh chị và các bạn. Thì trước hết là xin cảm ơn anh Đin là cho mình cái chia sẻ đầu tiên đó. Thì mình á, nói thật với các bạn là mình là thật sự mình là một con người trước đây cũng đã thành công rất là nhiều trong cái ngành bảo hiểm cũ đó, thì mình đi nước ngoài nhiều lắm, mình đi cũng chẳng thiếu ở nước nào cả và mình đi khắp nơi. Thế nhưng mà lần này á, mình rất thích, bởi vì cái thứ nhất ý, là cái cơ hội Nu Skin cho phép mình làm kinh doanh cùng với gia đình. Cho nên lần này mình đi cùng với cháu Nam Phương, bạn Nam Phương, tức là đi cùng hai mẹ con. Thì trong cái chuyến đi này hầu hết là đi cùng với gia đình, có hai bố con này, có hai mẹ con này, có hai vợ chồng này, đại khái thế. Nói chung là hầu hết là mọi người đi cùng hai 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 bố con, đúng rồi. Thì như vậy là hầu hết mọi người đi cùng với gia đình thì hiếm, ở bên bảo hiểm họ không cho đâu. Ví dụ như mình bán giỏi thì mình đi một mình đi khắp thế giới, nhưng chẳng bao giờ mang được gia đình đi theo đâu, tại vì cái chi phí để mà chi cho một cái người ở trong một cái mã số các anh chị và các bạn biết là rất là khó, chứ nó không có đơn giản. Thành ra đây là cái ấn tượng đầu tiên mình thích, đó là được đi cùng với gia đình trong một cái đợt lại là học, chứ không có đơn thuần là đi chơi. Ngoài ra năm tới thì mình cũng có những cái chuyến như là Thổ Nhĩ Kỳ hay là Hàn Hàn Quốc Quốc đó, thì cũng là được. Vâng, trong một gia đình thì cứ hai 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 người cùng được đi, thì cái này là một cái chi phí phải nói là công ty tài trợ rất là lớn. Thì về cái điều kiện ăn ở thì tuyệt vời, có thể nói là nếu như các bạn đi Thái Lan thường xuyên đó, thì họ hay đi đến Pattaya hay là đảo Phuket đó, thì những đấy là những khách du lịch. Còn đặc biệt là cái khu vực mình ở đó là Hua Hin Thái Lan đó, là cái khu resort cao cấp như vậy đó, thì nghe cái người hướng dẫn, cái anh chị hướng dẫn của Nu Skin Thái Lan cho biết thì đây là cái nơi mà dành cho hoàng gia hay đến lui tới, hoặc các cái gia đình đó, tương đối là giàu có họ mới lui tới đến cái chỗ này. Thế mà Nu Skin Thái Lan thì lại tổ chức cái gọi là Star Academy năm 2013 tại đây. Thế cái điều kiện ăn ở thì nó không 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 còn cái nào mà tả xiết, nói chung là quá tốt mà nó rất là cao cấp. Thì cái đấy là một cái điều kiện tốt để anh chị em có thể học tập được tốt. Và cái đợt này đó là đợt đi học, cho nên cái lịch nó dày đặc. Nó học nói chung là cái chương trình dày đặc từ sáng đến chiều, đặc biệt có hai buổi tối. Tối đầu tiên thì là tôn vinh các gọi là new star, thì hầu hết các anh chị em Việt Nam mà mượn đi trong cái đợt này đều là ngôi sao mới, trên được mặc cái áo màu đỏ, gọi là new star. Còn các anh chị mà tối thứ hai đó thì tôn vinh những người là creator, tức là cái người tạo ra sao, thì đoàn Việt Nam cũng có nhiều, nhưng mà trong team mình thì có anh Lành Cao là đạt cái này. Thế với lại mấy hai hai chị mấy chị ngoài Bắc, có hai chị ngoài Bắc. Thì để nói rằng là cái kết cấu chương trình ấy, với lại cái này là nó theo một cái nhịp độ rất khẩn trương, cho nên là sau cái chuyến đi này về ấy, mình cảm giác là từ ngày hôm nay ấy, tất cả anh chị em chúng mình trong Nu Việt ấy, là từ hồi nào giờ chúng mình chỉ có làm cái thị trường ở Việt Nam thôi, hoặc là có một số anh chị làm thị trường Mỹ, nhưng mà nó vẫn là mang tính chất đơn lẻ. Thành ra cái mà mình suy nghĩ ấy, thì là cái đợt này mình gặp được người thật việc thật, năm cái diễn giả mà đều nói theo cái công thức thành công. Thì tức là đầu tiên diễn giả thứ nhất phải nói là dream, tức là về giấc mơ. Thứ nhì là set goal, tức là lập cái mục tiêu. Cái thứ ba đó là gọi là belief, là tin tưởng.
cái thứ tư đó là hành động, và cái thứ bốn, cái thứ năm đó là lead. Thì mình đặc biệt đó, có thể nói là năm diễn giả thì đều tuyệt vời hết, nhưng mà mình đặc biệt có thể nói là ngỡ ngàng, surprise, ngạc nhiên rồi không ngủ được, như Thiên Trang nói đấy, chính là hai diễn giả đến từ Trung Quốc. Tại vì là trong một cái thời gian rất ngắn mà họ tạo ra từ 100 đến 500 cái executive, hay là hàng trăm cái ruby trở lên, 189 ruby up, thì cái đó là ngoài sức tưởng tượng. Và tóm lại là sau cái quá trình này thì mình hiểu được là không có một cái gọi là một cái thành công nào mà nó lại đến một cách là dễ dàng. Tức là phải phải nói rằng là mọi mọi việc á, nó đều có cái gọi là có cái sự trả giá của nó. Thì trước khi mà bạn đạt được thành công đó thì gặp rất nhiều cái khó khăn, và hầu như diễn giả nào họ cũng nói đến đến điều này, và phải bỏ ra từ 1 cho đến 3 năm. Vấn đề là mình có trả giá hay không. Để rồi thí dụ như cô Michelle Trung Quốc chẳng hạn, lúc đầu cô làm cũng rất vất vả, mãi về sau cô mới đạt được mà cái thị trường Trung Quốc thì như hôm trước anh Bin có phổ biến rồi đó, rất là khó khăn, 3 tháng mới lãnh hoa hồng, rồi nói chung là nhiều cái quan điểm, rồi tan nát thị trường vân vân. Nhưng mà sau khi cố làm được, bạn biết không, một cái sân vận động giống như quân khu 7 ví dụ đấy, mà thêm một cố không, rất là, nó phát triển kinh khủng. Tức là cái giai đoạn đặt đầu sẽ rất vất vả, nhưng mà sau 3 năm đó thì mọi năm thứ tư là mọi việc sẽ phát triển đỡ ổn định, và năm thứ năm thì gần như là nó thành được cái đường thẳng đứng. Thì cố tuyên bố rằng là ví dụ như là cái lúc 1 triệu đô á, thì nó rất là mất, ví dụ mất khoảng 3 đến 5 đến 5 năm thì cố được 1 triệu đô đi ha, nhưng mà năm 2013 này này là cố đạt 5 triệu đô. Cố nói năm 2014 cố sẽ là 10 triệu đô, và năm 2015 cố sẽ là 20 triệu đô. Thế tức là cái sức mạnh của cấp số nhân nó lên rất nhanh. À, thế nhưng mà để nói rằng là cái người thật việc thật, và mình thấy những cái này á, thì trong đội nhóm Nu Việt mình anh Đin cũng nhắc hoài à, nhưng mà mình chưa cảm nhận được hết. Cho nên đến đến cái hội nghị lần này mình mới chợt cảm nhận ra một điều là hồi nào chứ giờ chúng mình vẫn đang tắm ao nhà, tức là quanh quẩn đây rồi ô người ta chê đa cấp ô, mà trong khi thế giới hay là châu Á Thái Bình Dương thì tiến như tên lửa, nghĩa là nó phát triển nhanh kinh khủng. Nếu mình cứ đứng mình làm việc với những người không sẵn sàng á thì chắc chắn đội nhóm cũng không đi nhanh được. À, một cái điều thứ hai nữa là mình rất thích đó chính là cái gọi là những cái nhà phân phối của Thái Lan ấy, trẻ lắm mà rất có lifestyle, mình thích. Và chiều nay trong cái buổi huấn luyện của team Tech Action á, sau đó mình có cái buổi ngồi lại cùng với các bạn trẻ, và sắp tới mình sẽ có thay đổi rất mạnh mẽ, và mình cũng có hứa, nói chung các anh chị trong đoàn mình thì ai cũng 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 quyết tâm á, đặt cái mục tiêu là năm sau mình sẽ là 4 sao và mang theo 10 anh chị sao, những người đặt sao đó ở trong cái tổ chức hay là trong cái hệ thống của mình, à, để mà đi đến cái gọi là học viện ngôi sao năm 2014. Thì có hai cái sự kiện mà năm tới mình phải để ý. Cái thứ nhất là học viện ngôi sao thì đến tháng 6 năm 2014 là kết thúc. Thì tiêu chuẩn thì các bạn sẽ tìm hiểu ở các bạn anh chị apply, nhưng cũng không khó lắm. Tức là có ruby, có 4 cái chân này, và mình được hưởng hoa hồng ruby trong vòng 4 tháng. Và đặc biệt cái tháng 6 năm 2014 anh phải hưởng được cái hoa hồng của Ruby, chứ còn tháng 6 mà anh rớt là anh thua luôn. Thì cái đợt tới này Học viện Ngôi Sao sẽ tổ chức cực kỳ hoành tráng tại cái đảo Bali, Indonesia, với 7 nước. Đợt này mình học mới Thái Lan thôi, nhưng mà năm tới họ tổ chức 7 nước. Cho nên cái sự chia sẻ hay là có thể nói là sức nóng của châu Á Thái Bình Dương, khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ rất là kinh khủng. Cho nên để đạt được cái điều này đó thì phải chuẩn bị ngay từ ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao Team Tech Action của mình ngay ngày hôm nay đã phải đi huấn luyện, đã phải chia sẻ, đã phải nghĩa là đặt ra những cái kế hoạch mới rồi. Thì còn cái sự kiện thứ hai mà anh chị em mình trong Nu Việt không thể bỏ qua, đó chính là Nu Skin Convention châu Á Thái Bình Dương sẽ tổ chức vào cái ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014 tại Singapore. Thì nhớ lại tháng 7 năm ngoái cũng từ cái hội nghị châu Á Thái Bình Dương này, Nu Skin châu Á Thái Bình Dương này, mà mình đã có một cái quyết định là sẽ gia nhập Nu Skin. Mặc dù lúc đó cũng 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 biết là có ngày mở cửa nhưng mà chưa chính thức. Cho nên cái sự kiện này á, thì dự kiến sẽ là 10.000 người, và cái này là không có cần phải thi đua. Tức là khi mà cái sự kiện này ở châu Á Thái Bình Dương mà họ bắt đầu mở cửa đó thì chúng ta đội nhóm Nu Việt phải nhanh tay book vé trước và phải có chuẩn bị từ bây giờ cho đến tháng 7 năm sau để làm chi. Tại vì khi mà mình đưa được nhiều khách hàng, nhiều các nhà phân phối mới, nhiều những anh chị trong đồng đội của mình càng đi đông bao nhiêu đó thì khi về đó họ thành công nhanh bấy nhiêu. Thành ra cái sức hút của các vùng rất là lớn. Thì những cái chia sẻ của mình đó nó sẽ còn được lặp lại và nói nhiều về các cái chiến lược vào cái tối thứ hai, đó là cái ngày mà chúng mình nói nhiều về mình phụ trách trong cái buổi này. Nói về cái phát triển bản thân thì mình sẽ nói lại và nó nhắc đi nhắc lại về những cái bài học lớn mà mình học được. Thì nhưng trong cái đợt đi này phải có một cái niềm vui rất là lớn. Hôm nay mình rất muốn giới thiệu với anh Đin và các anh chị và các bạn là có một cái bạn trẻ đó mà đi cùng với mình, đó chính là con gái mình. Và sau cái trận cái 3 cái ngày học tập về đó thì gần như là bạn thay đổi hoàn toàn.
Thành ra hôm nay bạn cũng đứng huấn luyện tại Team Take Action luôn. Thành ra bạn có những cái suy nghĩ mà rất là khác hồi nào tới giờ. Nhiều nhiều người không không nghĩ tới, là vì đây là một lớp trẻ và có trình độ, có đẳng cấp, cũng đi học nước ngoài, làm ở những ngân hàng lớn ở của Mỹ, vân vân. Thành ra mình rất muốn giới thiệu với anh Linh cũng như các anh chị và các bạn, cái phần chia sẻ cũng là ngắn gọn thôi, của bạn Nam Phương, tức là con gái mình. Vậy xin xin giới thiệu bạn Nam Phương. Dạ Dạ rồi. có rồi. Hello Nam Phương ơi. Dạ con chào chú Đinh. Chú cũng đang Dạ. tính là sau này sẽ hỏi. Tại vì chú biết Dạ. cái ảnh Nói hưởng về của cái chuyến đi này đó. Thì bây giờ ảnh hưởng như mẹ cháu vừa về mới cái nói vấn đó. đề này. Thì Dạ. sau 3 ngày đó cháu nhận xét như thế nào Dạ. ở một cái góc độ mà chú nghĩ là cháu có một cái góc độ Thì riêng. không phải là À, 3 chú giờ. Dạ. có thể chia chia sẻ cho một số anh em ở đây về cái cảm Thế là nhận của sáng anh cháu hẹn riêng mấy là giờ? sao? Dạ, dạ vâng ạ. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn chú Đinh rất là nhiều. Thì cháu muốn chia sẻ rất là ngắn gọn thôi, là ba cái điều mà cháu tâm đắc nhất từ cái chuyến đi Star Academy ở Thái Lan. Hy vọng là những cái thông tin này nó có ích đó, và nó giúp truyền được những cái nhiệt huyết cũng như là những cái lửa từ Thái Lan về cho các cái đội nhóm của mình ở Việt Nam. Thì một trong những điều đầu tiên làm cháu rất là ấn tượng đó là Nu Skin Thái Lan đã có mặt tại Thái Lan là 16 năm rồi ạ. Tức là Nu Skin Thái Lan đã 16 tuổi, và khi mà cháu nhìn thấy những cái nhà phân phối Thái Lan tham dự cái Star Academy lần này đó, thì cháu thấy rất là rõ là chính nhờ cái thời gian như vậy nó đã giúp gạn lọc. Tức là khi mình nghĩ về những người tham gia Nu Skin thì mỗi người có một cái lý do riêng, đúng không ạ? Chú Đinh rất là hay nhắc tới cái chữ why. Cháu cũng rất là tâm đắc cái chữ why. Bởi vì khi mình làm việc có chữ Y đó thì nó mới bền vững. Và cháu có thể thấy được là nếu mà có ai đó đến với Nu Skin vì lý do nó hơi sai lệch hoặc là nó chưa đúng, ví dụ như là họ muốn kinh doanh ngắn hạn nè, muốn muốn có cái lợi nhuận ngắn hạn, muốn thành công nhanh, họ nghĩ rằng đây là chỗ để làm giàu nhanh đó, thì cháu có thể thấy là qua 16 năm ấy, cái Nu Skin Thái Lan nó đã gạn lọc hết những người mà tới với Nu Skin vì lý do chưa có đúng đắn. Và còn lại ở trong Nu Skin Thái Lan ấy, cháu thấy chỉ còn toàn là những nhà phân phối tuy là tuổi đời còn trẻ nhưng mà cháu thấy họ rất là chín chắn, rất là trưởng thành. Và đối với họ, cháu có thể cảm nhận được là Nu Skin nó trở thành một cái lựa chọn lối sống, đúng không ạ? Tức là nó không chỉ còn là cái công việc kinh doanh, nó không chỉ còn là sự nghiệp, nó thành một cái lối sống luôn mà họ đã lựa chọn. Và tất cả mọi người ăn mặc rất là đẹp, và khi mà cháu nói đẹp ấy, thì nó không có nghĩa là hào nhoáng không đâu. Mà đối với cháu đẹp tức là mình có thể thấy là họ tự tin và họ hạnh phúc, và những cái cảm xúc đó nó thể hiện ra bên ngoài. Và khi cháu nhìn thấy những cái nhà phân phối Thái Lan thì thật sự là cháu có ấn tượng rất là mạnh, và khi về cháu có chia sẻ với đội nhóm đó và mong muốn là mình làm sao những cái tư duy, những cái suy nghĩ của mình về cách làm MLM chuyên nghiệp như là chú và Nu Việt mình đã vẫn nói đến, thì mình làm cho người khác hiểu được, để mà Nu Skin Việt Nam mình cũng có thể phát triển theo cái hướng đi rất là tích cực của Nu Skin Thái Lan. Cháu Cái à, khoan khoan dạ để chú nhắc cái này để cháu có thể nói tiếp này. Bây giờ cháu dạ vâng ạ. về đó thì cháu có ý định gì trong trong tương lai, cháu sẽ làm cái gì với cái những điều mà cháu thấy trong vòng 3 ngày vừa rồi, cháu có Dạ ý dạ thì thật ra cháu cũng có rút ra những cái bài học cũng như là những cái cam kết rất là cụ thể. Thì một trong những cam kết lớn nhất đó chú, đó là từ trước đến giờ thì cháu chưa có, nói chung là cháu rất là loay hoay, cháu cũng chưa có nhìn được cái hướng đi là cháu có thể làm gì để giúp cho đội nhóm của mẹ cháu là Take Action nó phát triển. Thì trong những tháng vừa rồi thì cháu hoạt động khá là hậu trường, tức là cháu chỉ giúp làm slide hoặc là thỉnh thoảng ngồi ngồi thảo luận công việc với mẹ cháu đó, và thấy có những cái vấn đề hoặc là khúc mắc gì thì cháu góp ý thôi, mình góp ý xây dựng thôi. Nhưng mà sau khi đi được này về thì cái lửa nhiệt huyết nó lên quá mạnh, và cháu nhận thấy là cháu không thể nào đứng hậu trường nữa. Bây giờ cháu quyết tâm là cháu lại bước chân vào chiến trường lần nữa. Thì cái cụ thể mà lần này cháu muốn làm á, là cháu muốn ngồi xuống với lại tất cả các leader ở trong team team Take Action, và cháu muốn là cháu giúp họ, hỗ trợ họ trở thành những cái leader thực thụ. Thì cái định nghĩa về leader thực thụ thì nó rất là rộng. Nhưng mà cháu nghĩ có một số cái đức tính chung đó mà hầu hết mọi người mình đều mong muốn là một leader. Thứ nhất là tư duy và tầm nhìn dài hạn, đúng không ạ? Thứ hai là có khả năng dẫn dắt đội nhóm, và dẫn dắt ở đây là
từ tư duy tầm nhìn cho đến việc là nắm bắt thông tin, rồi mình nói chuyện trước đám đông, mình truyền đạt lại cái thông điệp cũng như là đường đi, cũng như là những cái lifestyle cho đội nhóm. Đó thì đó là cái công việc cụ thể nhất mà cháu muốn làm trong cái thời điểm hiện tại cũng như là trong cái thời gian sắp tới đối với lại Team Action. Ừ, rất hay. Bây giờ đó có thể nói là cái người mà lời lời nhất trong cái chuyến đi này là chị Nga, là tại vì bây giờ có thêm một chiến sĩ. Dạ Hai đúng rồi, Nga cho nên là nghĩa là chú cũng vui đó, là tại vì phần lớn khi mà cháu đi dự mấy cái sự kiện lớn, cháu sẽ thấy cái hình ảnh của mẹ con, cha con và cái cả gia dạ đình đúng rồi, chung, dạ nó đúng rất rồi, đẹp. Cái đó là cái mà những cái ngành nghề khác người ta không có cho phép. Là đối dạ với đúng rồi. lại Nu Skin đây là một cái môi trường, và có thể nói cái hình ảnh của chị Nga và cháu Phương là một cái hình ảnh sau này là tiêu biểu đó chị Nga. Em nghĩ là cái này là một cái mà một hình ảnh Cảm ơn rất em. tiêu biểu, và Dạ. nhìn cái hình ảnh đó nó cho rất nhiều gia đình khác nhiều cái hy vọng này. Đúng rồi. Tại vì bây giờ mẹ Vâng. con làm việc chung với nhau và không có cái gì tuyệt vời hơn. Vâng. Bây giờ chị Nga có ý định gì trong cái việc mà chị sẽ bắt đầu mình bắt tay vào làm một vài cái việc gì đó khác từ trước tới giờ chị chưa bao giờ nghĩ tới hay chưa bao giờ làm hả chị nghe? Dạ, bây giờ mình từ nay trở đi đó là mình hoạt động mình phải gắn liền với cái thị trường châu Á. Có nghĩa là những cái hoạt động của công ty, thực ra họ nói cái chương trình này cũng lâu rồi, nhưng hầu hết anh chị của chúng mình là không hiểu lắm. Bản thân mình cũng không nắm lắm. Chính vì thế mình không đẩy được cái tốc độ. Thành ra bắt đầu từ cái đợt này về đó, mình muốn đó, tất cả những cái hoạt động của đội nhóm Nu Việt chúng mình đó là bắt đầu phải gắn với cái thị trường Đông Nam Á. Đặc biệt bởi vì sao? Khi họ đưa ra một chương trình thi đua thì lập tức họ có những cái chiến lược hỗ trợ bên cạnh rất mạnh anh. Ví dụ như hồi xưa họ nói cái học viện ngôi sao này lâu rồi, thì bên cạnh có cái chương trình thi đua là Crazy for Ruby, và cái tiền thưởng lên đến là 3.000 đô, 5.000 đô, rất là nhiều, nhưng mình không tận dụng được anh. Thành ra là bây giờ trở đi là mình sẽ phải theo dõi rất kỹ những cái hoạt động của gọi là Đông Nam Á, cái thị trường Đông Nam Á này. Thì thí dụ như trong cái đợt tới đó thì mình sẽ lặp đi lặp lại cái chữ BDM, tức là B là trở thành ngôi sao, xong rồi sao chép ngôi sao, xong rồi nhân rộng ngôi sao. Thì bằng cái chiến lược này á, Trung Quốc họ đi rất nhanh. Như vậy á, thì cái bước đầu tiên mình rà soát lại, tại vì ví dụ đi, mình cam kết là 4 sao. Như vậy trước hết mình sẽ làm việc với các anh chị trực tiếp của mình trước, là để xem rằng ai sẽ muốn đi cùng với mình, đi sang cái học viện Thái Lan năm sau. À, quên, học viện ngôi sao mà ở đảo Bali năm sau. Mà đi sang năm sau đó, thì tất cả các anh chị, các bạn New Star, tức là ngôi sao mới, thì được công ty tài trợ y như năm nay của chúng mình, nhưng mà chắc chắn là cái chi phí nó lớn hơn rất nhiều, là vì đảo Bali thì nó phải mắc hơn Thái Lan rồi ấy. Cái thứ nhì là 7 nước lận, thành ra cái chi phí nó sẽ rất là đắt. Nhưng mà New Star được công ty tài trợ 100%, trong khi All Star, tức là như như mình năm sau đi đó, thì cái chi phí mà vé bay tới bay lui thì mình phải chịu. À, chứ còn mình không có được công ty tài trợ, vâng, mà nhưng chỉ được cái gọi là thời gian tham dự như là khách sạn rồi ăn uống này kia thì công ty họ giúp thôi. Còn cái vé là All Star là phải 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 bỏ. Cho nên nên là mà các anh chị không thể vắng mặt ở trong các cái hội nghị như thế này được, bởi vì nó rất sát với cái quyền lợi của cái người châu Á mình. Thành ra mình phải làm việc ngay với những người trực tiếp của mình, đâu là những anh chị và các bạn muốn đến cái học viện ngôi sao năm sau. Nếu như họ nói là họ muốn đi thì bắt đầu mình phải ngồi xuống để rà soát lại toàn bộ cái ở trong cái 3 ngày học của Thái Lan, họ nhắc đi nhắc lại, không có cái mạng lưới, cũng chẳng nói hệ thống, như họ hay dùng cái từ gọi là tổ chức anh ạ. Tổ chức nghe cái từ cũng rất là hay, tức là nó rất là vui ấy. Giống như nó không có cái gì mà Việt Nam kêu là đa cấp đa tầng, nó không có, không phải vậy, nó đơn giản lắm. Thì bây giờ mình sẽ phải ngồi cùng với từng cái nhánh, cái dây của mình, từng cái anh chị một á, để mình xác định lại, và sau đó mình cùng đi với họ, tức là mình xây cái chân nó sâu xuống. Giống như mình đứng đây và mình phải có bốn cái người gọi là star, tức là họ phải đạt ruby, và ngoài ra họ được hưởng cái tiền hoa hồng ruby trong vòng 4 tháng, đặc biệt là tháng 6 anh phải bảo đảm. Tại vì có một bạn rất tiếc ở trong nhóm anh cao lành, đó là hôm rồi mình xuống là mình hỏi thăm là các bạn hỏi chị Nga đi Thái Lan vui không, thì nói ủa em không đi hả, thế là em không đi được. Tại sao? Bởi vì tháng 6 vừa rồi á, bạn bị hỏng một chân, tức là để bị mất mất một chân. Mà những cái điều này thực ra nếu mình biết trước, mình Chắc thường mà để xuyên cập ý nhật update, ha, nhưng mà có thể mình đề vâng, phòng đấy thì là được ngay thôi. Uổng quá, như vậy uổng quá không anh, như được vậy như đó thì nó hơi uổng. Thành ra mình mới muốn nói rằng là phải 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 làm như vậy. Ngoài ra mình đứng ở trên đây ha, mình nhìn trong nguyên cái hệ thống của mình, hay là gọi là tổ chức của mình đi, thì mình sẽ thấy rằng có những anh chị ở phía dưới, tức là không gọi là tầng 1 vì người ta chỉ muốn lấy trực tiếp thôi. Ví dụ như đấy là gọi là người tạo ra sao. Nhưng ngoài ra ở trong cái đội nhóm của mình, trong cái hàng ngũ của mình, cái hệ thống của mình,
thì có những anh chị nào mà muốn đi đến gọi là học viện ngôi sao năm sau thì mình phải ngồi xuống và làm việc rất kỹ với họ, và sau đó phải đi đi sát. Ngoài những vấn đề tổ chức huấn luyện, tổ chức product day, tổ chức GP, tổ chức những cái gọi là mạnh mẽ mới đó, thì cái quan trọng nhất là mình phải đi cùng với họ anh ạ, và mình phải tập trung vào đấy, tại vì chỉ có nâng cao năng lực lãnh đạo cho từng executive một trở lên á thì mình mới có thể đạt được cái điều này. Còn nếu á mình vẫn cứ cào bằng, dàn đều, sinh hoạt đều đều đặn đặn hoặc là lo lắng cho khách hàng quá, mình nghĩ là không đi nhanh được. Sở dĩ Trung Quốc đi nhanh đó là do cái tập trung vào cái hàng ngũ lãnh đạo ấy. Các anh chị gọi là cái đấy, như họ nói rất là hay, họ nói là cái lệ phí để trở thành nhà phân phối đối với Nu Skin thì bằng nhau, ai cũng bằng nhau hết, nhưng á cái gọi là cái cơ hội, tức là nó bằng nhau để giúp những người bình thường trở thành những đạt được những mục tiêu phi thường. Thì ở Thái Lan ấy, có những anh chị làm cái thị trường tỉnh trông rất giản dị, ăn mặc rất là buồn cười, nhưng mà mình quên mất họ quá giỏi. Thì sau đấy mình nhớ ra là ô cái cơ hội này họ dành cho tất cả mọi người. Thành ra là thế này, các anh chị nào đang gặp khó khăn, đang chưa có đạt được kết quả, ô cả thế giới nó như thế chứ cũng chẳng cứ gì châu Á Thái Bình Dương, hay là cũng chẳng cả cứ gì Việt Nam đâu. À, đều đều trải qua anh ạ. Thành ra cái cuối cùng bây giờ nếu anh chị là bình thường nhà phân phối thì chưa phải là đặt nặng lắm, nhưng nếu một khi bạn đã trở thành executive thì đây chính là cái lúc bạn phải trở thành chuyên nghiệp. À, tức là từ cái làm việc cho đến cái ngoại hình, cho đến cái tư duy, cho đến cái tầm nhìn đó, thì phải được coi trọng. Và mình cũng đề nghị Nu Việt là các anh chị trong cái team leader ở Nu Việt cũng sẽ giai đoạn tới đó sẽ có những cái chương trình đặc biệt dành riêng cho các anh chị có thể nói ra lãnh đạo. Ở đây họ dùng cái từ lãnh đạo rất mạnh mẽ, tức là khi bạn trở thành executive thì họ gọi là leader, hay là cái người gọi là lãnh đạo nhẹ, chưa hẳn là lãnh đạo, nhưng mà khi bạn thành ngôi sao á thì bắt buộc lúc đấy họ dùng cái từ gọi là lãnh đạo anh ạ, rất mạnh mẽ. Thành ra theo quan điểm của mình nhé, thì mình rất muốn là các anh chị executive phải nâng cao cái năng lực của mình, cái tầm nhìn, cái cách làm việc pro vân vân á, thì để cho cái đội ngũ sao chép thật nhanh giống Trung Quốc. Mình chỉ có ấn tượng mạnh nhất là như vậy thôi. Còn tất cả các anh chị, các nhà anh chị nhà phân phối khác mà muốn mình cũng thành công nhanh thì các anh chị phải thường xuyên, đúng không ạ? Những việc rất giản dị, mỗi một ngày cái việc tuyển dụng phải tìm cho được 2 đến 4 người để trình bày BB. Mỗi một buổi tối bắt buộc phải vô webinar. Ở trong nghề này thực ra không khó, nhưng mà nó cần cái sự kiên trì và cam kết, tức là cứ đều đặn đều đặn đều đặn, lâu ngày nó lượng biến thành chất, thì các anh chị sẽ nhanh chóng đạt được cái gọi là vị trí executive. Và từ cái executive này các anh chị sẽ bắt đầu một cái giai đoạn mới là để phát triển một cách chuyên nghiệp, và khi đạt được Ruby thì là chính thức có thể nói là có một cái bước tiến rất mạnh mẽ về cái thu nhập cũng như là cái quản lý những người khác hay là khả năng phát triển bản thân. Thành ra mình chỉ có đôi chút cái chia sẻ thế, còn mình muốn nhường lời lại cho các anh chị cùng đi trong đoàn đấy anh Linh hả? Không thì chắc chắn tối nay mình sẽ có quá Hơi dài hơn chút. 60 phút mà chỉ là tại vì những cái chia sẻ kinh nghiệm, và mình vẫn biết là chị Nga còn rất nhiều điều muốn nói, và cũng giống như mình cũng còn nhiều câu hỏi khác đó. Nhưng Thời gian nó chưa có. mà bây giờ tạm thời mình tạm ngưng ở đó, rồi sẽ trở lại. Bây giờ để mình mở cái line này cho chị Minh Nguyệt ở Hà Nội, có thể chia sẻ một vài câu. Rồi cảm ơn chị Nga và Phương. Ok Minh Nguyệt. Cảm ơn anh. Minh Nguyệt, ok Minh Nguyệt. Rồi cũng những câu hỏi tương tự, chắc chắn cái góc độ mà cảm nhận nó khác nhau đấy. Và bây giờ đó thì sẽ hỏi ngay này, anh Hóa đi về như thế nào, ông xã của Nguyệt? Mấy chị cũng biết là ông xã là người ủng hộ mấy chị nhưng mà không có tham gia. Nhưng mà dạo gần đây nó có một vài cái chuyển biến, đó là ông xã bắt đầu quan tâm về vấn đề kinh doanh của vợ. Dĩ nhiên là anh Hóa anh cũng có cái business riêng đấy. Nhưng mà cái chuyến đi này sao anh Nguyệt, anh Hóa anh về có cái gì khác, anh chỉ tò mò. Mới từ hôm qua đến hôm nay thì chưa có cái gì khác, vì là cả ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội mưa từ sáng đến bây giờ chưa ngừng. Thực sự ra ấy, thì ông xã em là để ông ấy ngồi nghe một ai đó nói thì rất là khó, mà nhất lại là một thời gian dài. Thế nhưng mà hôm qua trong chuyến đi Thái Lan vừa rồi thì ông ấy ngồi, ông ấy cũng nghe đủ cả năm người, năm cái diễn giả nói. Thì thực sự ra ấy, thì hy vọng là anh ấy sẽ dần dần anh ấy sẽ hiểu và anh sẽ giúp đỡ được vợ trong cái công việc kinh doanh này. Chỉ có điều là khi mà anh đi anh hiểu thì anh ấy cũng rất là thông cảm và cũng rất là cảm thấy là rất là bái phục
những các con người đã vượt lên trên những các cái số phận của họ. Ừ. Nếu mà nói về cái Star Academy ấy, thì công ty Nuskin đã nói rất là nhiều lần. Bản thân những nhà phân phối của Nuskin, ngay bản thân em cũng thế thôi, mình không không hiểu được hết, thậm chí mình không không xác định được đây là một cái mà mình cho rằng là mình phải cố gắng để mình làm, để tạo ra được nhiều những các cái ngôi sao tốt, những các cái ngôi sao mới. Và đơn thuần rằng là mình chỉ nghĩ đây là một cái chuyến cố gắng để đạt được một cái chuyến đi, đi học, đi chơi, đi tham gia hoặc là đi đâu đó của công ty đặt ra. Bởi vì bản thân em từ xưa đến nay trong cái ngành network luôn luôn rất là thích đi học. Và cứ nói được đi học thì mình phải cố gắng mình giữ được một cái gì đó, giữ được cái danh hiệu gì đó, hoặc giữ được ra những các cái mà công ty đặt ra để mình được đi học. Tuy nhiên thì một cái điều mà mình rất là tiếc, mình tiếc rằng là có nhiều người bị bỏ lỡ về vì những cái lý do rất không đáng có. Gì ạ? Có những bạn đã đạt đủ tiêu chuẩn tất tần tật rồi, nhưng chỉ đơn thuần, chỉ đơn giản là chỉ bị một tháng grace month thôi, không được đi. Thực sự là tiếc cho những người như thế. Và thực sự là tiếc cho những người mà đã đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được qualify. Thì bởi vì các anh chị phải biết rằng là như này, khi mà bản thân mình đi học, khi mình thực sự mình hòa mình vào trong những các cái không khí và mình nghe được những các cái lời chia sẻ từ những các cái người phát triển rất là nhanh, thì mình mới hiểu hết được thực sự ra công ty Nuskin là một công ty có tầm nhìn rất xa và rất là tốt. Họ đã có những các cái đường đi cho mình rồi, giống giống như là anh Din có đường đi cho đội nhóm, các anh chị vẫn cứ làm như thế. Nếu như mình biết kết hợp về cái đường đi của đội nhóm Nghe hơi nhỏ, ngược anh ngược này, để gần gần chứ. nghe được rõ hơn chưa ạ? À, hơi nhỏ. Dạ vâng, được chưa ạ? Rồi, được rồi, được rồi. Vâng, bởi vì là hôm nay thời tiết ở Hà Nội nó cũng đang kém, mưa rất là nhiều. Thì em cũng chỉ muốn nói rằng là Nguyệt thực sự rất là tiếc cho những ai mà không đạt đủ tiêu chuẩn để đi cái chuyến này. Bởi vì khi mà mình hòa mình vào trong cái không khí này thì mình mới hiểu được là nó giá trị như thế nào. Thực sự ra từ xưa đến nay mình chỉ nghĩ rằng là để mình đạt được một cái điều gì đó cho bản thân mình. Nhưng cái chính là nếu mình muốn cái hệ thống, cái tổ chức của mình phát triển thì mình phải mang được thật là nhiều người đi đến những các cái sự kiện của công ty. Nu Việt đã có những các cái đường đi rất là đúng, nhưng mình cần phải phối hợp, kết hợp những các cái con đường của Nu Việt. Con đường của Nu Việt là những con đường đi hàng ngày. Con đường của công ty Nuskin vạch ra là những cái con đường mà để đi có thể dẫn các anh chị đến đích một cách nhanh chóng. Nếu như mình biết tận dụng những các cái điều đó thì mình sẽ đạt được những các cái mục đích của mình rất là tốt. Thực sự ra là trong năm cái diễn giả, năm năm cái diễn giả nói ở Thái Lan ấy, thì ai nói cũng hay, ai nói cũng cũng đặc biệt và ai nói cũng rất là ấn tượng. Có năm người nói về năm cái mà các anh chị được nghe rất là nhiều. Họ nói về ước mơ, họ nói về mục tiêu, nói về niềm tin, nói về hành động và nói về khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên thì tất cả mọi người đều đều nói một cái duy nhất, đó là gì? Bản thân chúng ta phải thay đổi chính bản thân chúng ta, thay đổi từ cách suy nghĩ, thay đổi từ cách hành động. Cả năm diễn giả đều nói về cái suy nghĩ. Có một ông là ông Hời Lời của Trung Quốc, ông ấy làm 3 năm ông ấy mới đạt được danh hiệu Ruby. Và ông ấy nói rằng là cái danh hiệu Ruby là một cái danh hiệu mà mọi người có thể một năm có thể dễ dàng đạt được, nhưng ông ấy cứ làm đi làm lại mãi mà đến tận 3 năm ông ấy mới đạt được Ruby. Và cái điều mà mình thực sự không ngờ đó là gì ạ? Trong vòng 5 tháng ông ấy có 100 Ruby, trở thành 500 Ruby trong vòng 5 tháng. Và ông ấy nói rằng là ở Trung Quốc có một cái câu ngạn ngữ, đó là hoa nở thì bướm sẽ tìm đến. Mà mình rất thích cái câu này, bởi vì cái câu này rất là đúng. Các anh chị thử nghĩ xem, nếu mà các anh chị có được là những các cái người mà ở trong trong gọi là trong tổ chức của các anh chị mà có rất là nhiều những các cái người tài ba thì chắc chắn nó sẽ quy tụ vào. Giống như bây giờ Nu Việt hiện nay là nơi hội tụ của những tài năng Việt, có rất là nhiều những cái giới
trí thức, những các cái người có địa vị trong xã hội tham dự. Thực sự ra nếu mà nói về cái cảm nhận thì mình có rất là nhiều những các cái cảm xúc để chia sẻ về từng từng cái bài của các diễn giả, thì chắc chắn là sẽ có những các cái buổi Nguyệt cũng sẽ chia sẻ, cũng có thể là chị Nga sẽ chia sẻ về những các cái khía cạnh đó. Tuy nhiên thì Nguyệt cũng chỉ muốn nói chung một cái điều là Nguyệt không muốn nói đến về cái tổ chức, khâu tổ chức của công ty thì quá là chu đáo và quá là hoành tráng, họ làm cực kỳ là chuyên nghiệp. Về cái vấn đề ăn ở và chăm sóc nhà phân phối thì không có cái gì phải bàn cãi, nhưng mình muốn nói đến cái nội dung. Nội dung gì? Trước đây mình vẫn nghe rất nhiều nhưng mình chưa thực sự hiểu, và đến bây giờ thì mình đã thực sự hiểu rằng mình biết rằng mình phải làm cái gì. Và mình hy vọng rằng là mình sẽ ngay bản thân em cũng sẽ làm việc với các bạn trong đội nhóm để đưa các bạn hiểu được cái đường đi nước bước các bạn cần phải làm cái gì. Và cũng sẽ có những cái buổi người sẽ chia sẻ trên webinar để cho các anh chị có thể hiểu được cái cách mà các anh chị cần phải làm như thế nào. Ngay như ông hỏi lời, ông cũng có nói bản thân ông là được một người em vợ giới thiệu, nhưng người em vợ không làm và ông cứ phải loay hoay trong suốt nhiều năm trời ông không làm được. Và nếu như mà ông là một người mà check upline hay là check downline thì ông sẽ không thể làm được một cái việc gì cả. Và ông ấy nghĩ, tự ông ấy khám phá và ông có những cái cách làm của ông ấy. Và ông ấy thực sự ra là tất cả mọi người đều ngóng chờ rằng là ông ấy sẽ chia sẻ làm thế nào để từ 100 ruby trở thành 500 ruby trong vòng 5 tháng, thì mọi người đều cứ ngóng dài cổ, mà cổ vươn dài mãi mà ông cũng không nói. Và ông kết thúc những các cái câu nó cũng rất là hay nhưng mà cũng tiếc nuối cho nhiều người á. Đấy, và em chỉ thấy rằng là cái không khí của những các leader của Thái Lan, họ thực sự là họ roi vào những các cái họ hòa mình vào trong những các cái buổi, họ không đứng tách riêng nhau ra, họ không hề đứng tách ra, mà 100% tất cả mọi người đều hòa mình chung vào một cái sự kiện. Bởi vì hiện nay ấy thì Nu Việt cũng tổ chức nhiều sự kiện, công ty cũng tổ chức nhiều sự kiện, tuy nhiên có một số người thực sự là leader thì họ hòa mình, nhưng đại đa phần có rất rất nhiều các anh chị leader vẫn đứng ngoài và khoanh tay giống như là một người tham dự và không thực sự hòa mình vào trong những các cái buổi đó, và như thế thì nó sẽ rất là khó thành công. Và cũng giống như chị Nga ấy thì cũng muốn nhường lời cho một số các anh chị em khác, bởi vì nếu mà nói ấy, thì chắc là nói đến sáng mai cũng không hết chuyện của Thái Lan anh đi ạ. Cho nên là sẽ có những cái buổi em cũng như chị Nga cũng như là bạn Thiên Trang, Bình An sẽ có những cái buổi chia sẻ về những các cái gì mà các diễn giả sẽ nói. Tất nhiên là mình không thể nào mình nói được hết cái ý của những người đó, bởi vì hôm đó phiên dịch có những cái phần không được tốt lắm. Tuy nhiên là mình thấy cái điệu bộ, cái không khí của họ và mình nắm bắt được là mình thấy cực kỳ là phục những con người như vậy. Và cũng xin nhường lời cho một số anh chị em khác ạ. Rồi, cảm ơn Nguyệt. Chắc chắn là mình còn rất nhiều mấy chị. Nếu mà có thể nói lời cái này chắc mình sẽ tiếp tục làm nhiều cái section khác, nhiều cái phần khác nhau mấy chị, là tại vì mình muốn mấy chị ha nghe được những cái sự cảm nhận đấy về những cái điều gì mà mấy anh chị thấy, mà chị là tại vì phải đi tới nơi mình mới thấy được. Hôm nay mình nghe mấy chị chỉ là một phần rất nhỏ thôi, và mình mong là trong cái thời gian sắp tới đó, một vài mấy anh chị có thể chia sẻ và mấy anh chị có thể lắng nghe mấy anh chị trong cái cách của chị Minh Nguyệt hay là chị Bích Nga hay là cháu Phương, mấy anh chị có thể cảm nhận ngay là một cái gì đó nó sôi sục mấy chị, một cái gì đó nó cấp bách, một cái gì đó nó khẩn trương, một cái gì đó mà bình thường mình không cảm nhận được mấy anh chị. Mình biết chắc là mỗi buổi sáng ba người này sẽ tung mền ra khỏi giường mấy anh chị, và biết ngay mình sẽ làm gì. Và đó là cái sự khác biệt giữa những người mà đi Thái Lan và những người ở nhà mấy anh chị, là một cái sự khác biệt rất lớn. Hôm nay đó thì mình có một cái người mà tương đối là lâu nay mình ít khi được nghe trên cái webinar đó, và có thể nói người mà theo dõi từng bước những cái việc mà mấy anh em mình làm anh chị,
và người đó không ai khác hơn, đó là account manager của Cẩm Tú đó. Chị Cẩm Tú là account manager và đặc biệt đó là phụ trách cho cái team của Nu Việt mình đó. Thành ra hơn ai hết Tú biết rất rõ cái tình trạng của cái team mình mà chị. Thành ra hôm nay có Cẩm Tú đây và mình cũng muốn hỏi một vài chuyện nó liên quan tới cái vấn đề Star Academy và những cái star của mấy anh em mình. Hello Tú ơi. Hello À sao khỏe? anh. Nghe không? Dạ em nghe không biết anh nghe không? Nghe 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 đây, ok Tú. Thành ra hôm nay rất vui là có Tú ở đây. Kỳ vừa rồi đó mình phải nói đó, giống như chị Nga vừa rồi cũng có nói đó, mình chưa có tập trung lắm về cái Star Academy đó. Mặc dầu cái vị trí Ruby nó rất là quan trọng và cũng giống như chị Nguyệt vừa mới nói đó. Cái vấn đề ở đây là mình phải liên kết với lại công ty đó. Nó không 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 à, tại vì nếu mà mình liên kết với NuSkin Việt Nam tức là mình cũng phải liên kết với NuSkin vùng Đông Nam Á mà chị, mình không thể nào tách rời ra được. Cá nhân mình không tách rời ra khỏi đội nhóm mình không tách rời ra cái đội lớn hơn và cái đội nhóm nói chung cái Nu Việt mà chị vẫn không tách rời ra khỏi những cái đường hướng mà của Nu Việt của NuSkin Việt Nam đó. Thành ra ở cái góc độ là của công ty đó, Cẩm Tú có nhận xét gì về cái team Nu Việt của mấy anh em mình và một số mấy anh chị có thể là chưa thấy cái tầm quan trọng của cái Star Academy đấy. Tú có một vài cái cảm nhận như thế nào về cái việc mà mấy anh em mình nói tôm này. À, dạ trước hết thì em xin chào các anh chị đang lắng nghe webinar. Thì cái việc này á, thì thực ra thì em đã gặp và họp với nhiều leader, nhưng do mình cũng có quá nhiều chương trình như anh đã nói, mình bên nhóm ưu việt của mình có quá nhiều chương trình. Thực ra là chương trình nào cũng có support nhà phân phối hết, cũng hỗ trợ nhà phân phối để muốn họ mạnh hơn. Nhưng có những cái chương trình chẳng hạn như sau chuyến đi này thì những anh chị leader mới cảm nhận được là cùng công ty và nhất quán với công ty, mình phải đồng nhất với những cái chiến lược của công ty thì khi mà mình đi nó sẽ mạnh hơn. Ví dụ bây giờ nhóm mình đã mạnh rồi nhưng mà mình nhất quán với công ty nữa thì mình sẽ mạnh hơn nữa, thì đó cái điều đó là không thể nào chối cãi được. À, chẳng hạn như bây giờ đi các anh chị thấy đó, qua cái chuyến đi thì các anh chị thấy là mình sẽ cảm nhận, có rất là nhiều cảm nhận. Ví dụ có người được, có người không được, hoặc có người công nhận được 1 ngày, 2 ngày. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa đi thì cái việc quan trọng là tạo ra sao. Bởi vì á, lúc đầu mình cứ nghĩ sẽ lên Blue Diamond hay những cái vị trí nào cao nhất thì nó sẽ lợi thế hết. Nó sẽ có những cái lợi thế, nhưng mà thực tế là Ruby á, nó khác ở executive như thế này. Có thể là Blue Diamond mình có thể là có 12 chân, đúng không? Thì có thể là executive này kia, nhưng mà anh chị thấy là có những executive họ có thể là họ đến với mình và họ cũng có thể là đi ra, nhưng những người Ruby là những người thực sự xây dựng leader, họ là leader thực sự, và khi họ đến có nghĩa là họ sẽ quyết định với xem như NuSkin là một cái cơ hội kinh doanh, và khi họ xem NuSkin là cơ hội kinh doanh rồi thì họ sẽ ở lại với mình bền vững hơn. Thì chính vì vậy cái việc mà tạo Ruby nó quan trọng hơn. Không có nghĩa là mình nói là executive không quan trọng, nhưng bây giờ nhắm đến executive thì mình cũng muốn cho họ một cái cơ hội về NuSkin, một cái cơ hội mà có thu nhập hơn vậy để thực hiện ước mơ của họ, thì họ phải hướng tới Ruby. Và họ đã trở thành Ruby, khi mà họ trở thành Ruby thì họ không phải là đơn thuần, tại vì Ruby là chưa phải là sao, mà là phải trả 4 tháng hoa hồng như là Ruby, mà trong đó 4 cái chân của họ phải hoạt động hoàn chỉnh, chứ không phải là họ sử dụng, họ vô rồi sử dụng VS hay là placement, nhưng mà họ phải là 4 cái chân hoàn chỉnh và hoạt động. Thì trong đó cái điều kiện của nó là chỉ có một chân, tối đa một chân là sử dụng VS, và dưới VS đó phải có executive. Thì chính ra như vậy thì cũng là 4 chân hoạt động. Thì nên như vậy thì có thấy là khả năng của mình lên Ruby được, và khả năng mình có thể là duy trì được, thì đó những là người leader thực sự. Và muốn hệ thống mình mạnh hơn thì phải có những cái leader thực sự. Tại vì ví dụ đi, mình ngồi ở một hàng ghế trên cùng thì làm sao mình nhìn được hết những hàng ghế phía sau. Thì những người Ruby này, mình trở thành những người Ruby và mình trở thành sao, thì những người sao này, cái người sao họ cũng giúp downline cái người đi quanh của mình cũng làm việc được như mình. Thì cái người, cái đó là cái bước thứ nhất là mình trở thành sao rồi. Cái bước thứ hai mình trở thành, mình tạo ra sao nữa là mình giúp cái downline của mình trở thành sao.
và cái downline của mình sẽ giúp cái người downline nữa trở thành sao nữa, và từ cái đó là lúc nào cũng vậy, nó nhất quán thì cả hệ thống đồng nhất một cái chương trình, thì mình không phải là ở trên đây mà mình lo tới tận hàng cuối cùng phía dưới nó xảy ra chuyện gì, thì cái lúc đó là nhất quán từ trên xuống dưới thì hệ thống của mình mạnh hơn. Như nhiều người như anh thấy đó, là mình có thể là một người mà làm nhiều việc hay là nhiều người mà cùng làm một việc, nó sẽ cái hiệu quả nó sẽ như thế nào, thì mọi người cũng sẽ suy nghĩ ra được cái điều đó. Thì sau chương trình này em cũng hy vọng mọi người sẽ nhất quán với công ty và đi theo cái chương trình là trở thành sao, tạo ra sao và nhân rộng sao. Không thì Và nếu mà chắc chắn như vậy. Có thể tú nói thêm một chút xíu, vì sẵn đây cái chương trình này anh cũng có thâu lại để một số mấy anh em hiểu về cái sao này. Trong năm 2014 đấy, bây giờ nó cũng sắp xỉ bước vào cái dịp cuối năm, là có thể tú ở cái góc cạnh mà công ty đó, tú nói thêm một chút xíu về cái phần quan trọng của cái sao nó như thế nào, và trong tương lai đấy, trong cái năm 2014 thì nó có một vài cái hoạt động như chị Nga vừa mới nói, mình phải nhắm trước mà chị, ở trong cái ngành của mình đang làm nó, mình nhắm vào những cái sự kiện, thì năm tới mình có cái sự kiện là cái convention, tức là mình sẽ có cái sự kiện của Global Convention vào tháng 10, và trong đó cái quan trọng mình luôn luôn ngóng cái kế tiếp đó là cái convention của cái vùng Đông Nam Á vào tháng 7, và cái sự kiện về cái Star Academy này là một năm một lần phải tôi ạ. Thì em xin phép nói về cái điều kiện của Star Academy năm 2014, là cái chuyến đi đó là mình sẽ đi là Bali. Thì năm nay là mình đi Thái Lan và Việt Nam chung hai nước, nhưng năm sau thì mình sẽ đi cả khu vực Đông Nam Á, có nghĩa là bảy nước với nhau, và mình sẽ gặp nhau ở Bali. Và mình hy vọng là các anh chị là trong cái chuyến đi vừa rồi là mọi người cũng đã quyết tâm là sẽ trở thành four star creator, là 4 sao, 4 star creator, là có nghĩa là họ sẽ dẫn thêm, có tạo ra bốn cái sao mà dưới chân chân họ nữa, là đi cùng với họ, và ngoài ra cả hệ thống họ cũng là 10 người. Thì cái điều này là một cái mục tiêu, nói dễ không dễ, nói khó không khó, tùy theo mình biết. Như anh Duyên nói á, là mình phải 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 biết trước được đường đi. Thì cái điều kiện của Star Creator, cái chương trình Star Academy như sau, là tháng 7 năm 2013 cho đến tháng 6 2014 là cái thời gian xét đạt chuẩn. Thì trong khoảng thời gian này dành cho New Star, dành cho Ruby và Ruby trở lên, thì Ruby có thể là Ruby, Diamond, Emerald hay thậm chí Blue Diamond, họ đều được tham gia chương trình này hết. Họ chỉ được với cái điều kiện là họ phải 4 tháng không liên tục được trả hoa hồng như là Ruby. Thì trả hoa hồng như là Ruby, như hồi nãy em đã nói là Ruby thì ít nhất là phải có 4 chân ở C1 của mình, thì 4 chân này phải là 4 chân hoạt động, không phải là BX, và tối đa chỉ có một BX trong bốn trong một một trong bốn người này, và người BX này phải có người executive phía bên dưới hoạt động. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là mình không sử dụng ray cho đến khi chuyến đi đó. Thì và điều kiện thứ ba là cái tháng 6 2014 là cái tháng kết off, có nghĩa là tháng cuối cùng của chương trình. Thì cái tháng để cuối thì cái tháng đó các anh chị phải được trả hoa hồng là Ruby. Cái tháng đó là tháng bắt buộc. Trong cái khoảng thời gian còn lại 4 tháng kia thì như thế nào cũng được, có thể là thà nó cách nhau là tháng này được tháng kia không được, nhưng mà phải là tháng 6 phải được. Hoặc là các anh chị cuối cuối cái chương trình, ví dụ giờ 4 tháng cuối cùng đi, có những người mới mà họ 4 tháng cuối cùng như là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 vẫn được. Hoặc là trước đó những anh chị khác là có 3 tháng trước đó và tháng 6 được, miễn sao là 4 tháng mà trong trong tháng 6 là tháng bắt buộc phải là được trả hoa hồng như Ruby. Và mình cũng phải tính là những cái chân này là những cái chương trình thuộc vùng Đông Nam Á, thì các anh chị nên lưu ý những cái executive nên thuộc vùng Đông Nam Á luôn nha các anh chị. Thì đó là cái điều kiện. Ok, một số mấy anh chị nghe và để ý cái những cái điểm mà gì ha, những cái tiêu chuẩn để đạt được.
Bây giờ câu cuối cùng muốn muốn Tú cho một cái đánh giá chứ. Anh không biết là Tú có comfortable để có thể nói ra cái điều này đó, nhưng mà đều đôi lúc anh cũng rất cần một cái người đứng ở ngoài đó, nhìn vào những cái sinh hoạt của cái Nu Việt nói chung đấy, và Tú có một vài cái nhận xét như thế nào. Nó đôi lúc những cái nhận xét khách quan nó rất cần thiết mà chị, vì mình ở trong ruột, nhiều khi cái nhà của mình ở lâu quá cái màn nhện nó không thấy mà chị, nhưng mà người khách ở ngoài người ta bước vào người ta nhìn người ta thấy ngay. Nên thật ra hôm nay khách Tú đóng vai trò người khách bước vào, và thì khách Tú này có cái nhận xét như thế nào về cái những cái sinh hoạt của mấy anh em Nu Việt ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thể cho biết một vài cái nhận xét này. Nếu mà là account manager của các anh chị thì hôm nay em đã làm Nu Skin đã hơn một năm rồi, ít nhiều em cũng hiểu được Nu Skin, ít em cũng hiểu được nhóm Nu Việt của mình. Thực ra có thể nói nhóm Nu Việt của mình là một trong những nhóm lớn của Nu Skin Việt Nam và cũng có tầm quan trọng ảnh hưởng tới Nu Skin Việt Nam. Nhưng em mong em thực sự là account manager của nhóm, em cũng hy vọng nhóm xem em là một partner, có nghĩa là một cái người là cùng đồng hành với Nu Việt, là có nghĩa là các anh chị không phải sợ account manager của mình, và ngược lại account manager cũng không phải là cái người mà giống như là phục vụ và phải luôn sợ các anh chị. Có nghĩa đối tác ở đây, các anh chị kinh doanh, các anh chị làm ăn thì có đối tác, thì họ các anh chị cũng có tiếng nói và em cũng có tiếng nói. Hai bên mình cần phải ngồi với nhau và có kế hoạch với nhau, chứ không phải là bên này sợ bên kia và bên kia sợ bên đây, nó không phải là như vậy. Thí dụ em cảm giác được, em cảm giác nhóm của mình thực sự là một nhóm mà có nhiều nhà phân phối, có nhiều người tham dự là nằm ở trong nhóm mình, nhưng nhóm mình cần một cái sự nhất quán giữa trong nội bộ, và cái chương trình nó phải nhất quán với nhau. Và đồng thời những leader, key leader, ví dụ phải giới thiệu cho em những thực sự là key leader, không phải là những người mình cái gì cũng phải thông qua từ cái leader trước rồi mình đi xuống, không được bắt ngang như vậy. Bắt ngang như vậy thông tin nó sẽ bị lỏng đi, có nghĩa là ở ở trên, nói chung là khi mà có sự sao chép, có nghĩa là tại vì trên nói gì dưới nghe đó, và dưới dưới nữa là người ta không phải thông tin nó bị xen ngang. Có thể là dĩ nhiên là em phải giúp đỡ mọi người hết, nhưng những thông tin hay kế hoạch quan trọng thì phải đồng nhất là từ trên xuống dưới. Khi mà có sự đồng nhất từ trên xuống dưới thì nó sẽ lớn mạnh hơn, chứ không phải nhóm này đi theo cái hướng này, nhóm kia đi theo hướng kia, hay là nhóm này hiểu được bao nhiêu đây có vài chỗ và nhóm kia hiểu được vài chỗ, nó gác vụng về với nhau. Em không em hy vọng là nhóm mình sẽ nó có một cái nhất quán đi từ trên xuống dưới, tại vì sao chép, cái việc sao chép là một việc rất là phải nói là không dễ, nhưng nếu mình làm được thực sự khó mà có ai thể qua mình được. Nên bây giờ những key leader em cũng muốn có một cái kế hoạch sau chuyến đi này, bản thân em cũng có kế hoạch riêng của em cũng hy vọng là những leader phải lên cùng lên kế hoạch với em, là những key leader mà do anh Tin đưa ra hoặc là do chị Catherine đưa ra cho em, và em sẽ họp và em sẽ mục tiêu nó. Ví dụ bây giờ nhóm chị Nga, chị muốn năm sau chị bao nhiêu star creator, và chị chỉ định hướng của người nào, ví dụ một hai cái C1 của chị là người này này, chị hướng lên là người này sẽ lên là ruby mới hay là star mới của chị, thì họp với em phải nói với em như vậy em mới hiểu được em sẽ follow up người nào. Anh cứ nghĩ đi, cái nguyên cái rức của Nu Việt lớn bao nhiêu nào, em không thể chi tiết cho người. Vậy bây giờ mình tập trung vô việc là tạo sao, trở thành sao, tạo sao và nhân rộng sao. Và mình phải, tại vì bản thân anh chị cũng biết trong cái ngành này hết rồi, là người nào sẽ là thành cái có cái tiềm năng nhất là mình phải chú ý nhất. Dĩ nhiên em sẽ lo những người khác, chẳng hạn như thật sự những cái người nào mà đang nằm trong chương trình qualify là em cũng tháng, thí dụ tháng đó em đã thấy họ đủ rồi thì em sẽ không gọi. Ví dụ mà họ có nhúc nhích cái gì là em sẽ gọi trực tiếp, hoặc là em sẽ gọi upline của họ để nhắc nhở họ. Cái đó là cái cách mình sẽ làm việc với nhau, nó sẽ nhất quán với nhau từ trên xuống dưới thì nó sẽ dễ hơn. Thì nên là mình sẽ ngồi với nhau, kế hoạch mình sẽ kế hoạch trước rồi phải hành động, thì nó sẽ vậy, chứ mình đừng hành động mà không kế hoạch.
nên em cũng muốn là em là một partner của những leader, và leader phải lên họp với em ít nhất một tháng một lần. Rất hay Tú, anh cũng có bàn với một số mấy anh em đó, và trong cái ý hướng đó là mình phải cái chữ mà Tú dùng đó là cái chữ nhất quán đó. Mình anh thì anh hay nói về cái vấn đề mình liên kết, nhưng mà cả hai cái từ nó đều đúng chị. Tức là mình phải có một cái sự liên kết, một có một cái sự nhất quán đối với công ty đó, và cái người mà partner với mình đó là chị Cẩm Tú. Thật ra một số mấy anh em leader ở đây đó hàng tháng mà chị ít nhất một lần, mà anh con sẵn đây thì anh cũng mời luôn Tú tham dự một vài cái webinar của một số mấy anh em đó. Là tại vì rõ ràng mà chị mình cần một cái người partner, tại vì mình đang partner với công ty mà chị, và Cẩm Tú là cái người đại diện cho Nu Skin Việt Nam đó, để mà có thể là một cái đối tác đối với lại cái team Nu Việt. Thành ra mình nghĩ là anh rất là vui là mình có được cái partnership này, có một cái sự 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 liên kết như vậy, để cho thấy là trong cái thời gian sắp tới mình sẽ làm việc chặt chẽ hơn mấy chị. Và Tú, chị Cẩm Tú sẽ thấy rõ cái tình trạng của từng người đó. Có thể mấy anh em mình không thấy rõ mấy chị, nhưng mà đứng ở cái góc độ về về thông tin, về cái vấn đề dữ liệu, có thể biết ngay ai đang đi chệch hướng, ai đang cần có cái sự quan tâm, và những cái điều như vậy mình phải làm chặt chẽ hơn. Thành ra ngay cái lúc này đó mình anh thấy ngay đó Tú, cái vấn đề là mấy anh em làm việc chặt chẽ hơn để có thể đạt được cái mục tiêu chung ấy ha. Đây cũng một lần nữa cảm ơn Cẩm Tú nhiều, và sau này đó thì sẽ mời Tú tham gia thường xuyên hơn Tú em. Dạ rồi, ok, cảm ơn Tú ấy. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok mấy chị, mình còn một vài người nữa mà mình muốn nói chuyện đó. Trong này mình có một cái người mà từ trước tới giờ có thể nói mình chưa ít ít một số mình chỉ ít nghe trên cái webinar, mình có chị Phùng Thu Thanh. Thành ra không biết là Phùng Thu Thanh có phải ở trong này là Phùng Thu không? Phùng Thu, bấm cái dấu bằng tay coi thử Thanh Hà, nếu mà Thanh đang có mặt. Hello Thanh Ấy. ơi. Thanh ơi. Không biết có phải đánh vô này là Phùng Thu không? Phùng Thu Thanh đâu hả? Phùng Thu Thanh. Nếu mà Thanh Thanh bấm vào cái dấu bằng tay đó Thanh. Bấm vào cái dấu bằng tay, có cái dấu bằng tay màu vàng đó. Thanh bấm vào đó rồi cái gì thì tại mình thấy có một người đó là Phùng Phùng Thu, không biết có phải, mình kêu thêm một lần nữa Phùng Thu. Hello hello hello, ok không nghe. Thôi bây giờ mình mở cái line này cho một cái người mà trẻ mà gì à, mình có anh Đồng Công Du ở đây thì đây cũng là một cái trường hợp đặc biệt, rất cá biệt anh chị. Dù năm nay trẻ và đặc biệt là đi trong cái chuyến kỳ vừa rồi đó là đúng sinh nhật thứ 21, có thể nói là một người trẻ nhất ở trong cái đoàn Việt Nam anh chị. Nhưng mà khi qua đó là gặp những người trẻ ở nhiều quốc gia khác đó, thì chắc chắn là Đồng Công Dư có những cái suy nghĩ về tương lai của mình. Thành ra trước khi đi và sau khi đi, Đồng Công Dư cháu có thể chia sẻ là những cái cảm nhận mà cháu gặp thấy ở Thái Lan, và khi về đây đó thì cháu có một vài cái dự định như thế nào, đã sẵn đây chia sẻ với một số mấy anh chị của team Nu Việt luôn. Xin chào tất cả các anh chị em trong gia đình Nu Việt. Thì cũng quay lại cái câu hỏi của chú Đinh, thì là đầu tiên là sau cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi thì mình đầu tiên là mình thấy tiếc. Tiếc là mình biết là mình có cơ hội rủ một người nữa đi cùng mà mình không rủ. Tức là cái mã số của mình, mỗi một mình đi thì mình với cả cô Thanh với cả Du ở cô Thanh với cả là một số anh chị em là không biết cái chương trình này, nên là đi một mình theo cái chuyến này. Đó thì đây là cái đầu tiên là tiếc. Cái thứ hai là sau khi mình đi cái chuyến này thì đây là cái chuyến mà lần đầu tiên, tức là mình ngày 22, 23, 24 thì cũng là cái ngày mà mình vừa đủ 20 tuổi. 24 tháng 9 là sinh nhật mà. Thì lần đầu tiên được đi nước ngoài, đi Thái Lan thì cũng rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên là mình biết được cái con người Thái Lan, văn hóa Thái Lan. Thứ hai là mình về về công ty Nu Skin ý, thì là mình có một cái tin tưởng tuyệt đối hơn. Tin tưởng một cách tuyệt đối về công ty cũng như là về các chiến lược của công ty. Từ trước tới giờ có rất nhiều những cái mà công ty họ show hết rồi mà mình có đọc mail nhưng mình không áp dụng trong hệ thống của mình, nên là mình có rất nhiều những cái mà mình đã đi chệch. Thế thì sau cái chuyến này là mình biết được là nếu mà mình muốn thành công trong trong lĩnh vực Nu Skin này thì mình phải bám sát vào công ty. Tất cả những cái chuyến tưởng thưởng của công ty hoặc là những cái chuyến đào tạo hoặc là những cái về cái chương trình là mình phải tuân thủ theo công ty. Cái thứ hai là mình rất là ấn tượng trong cái chương trình mà
về cái Star Academy, thì là họ nói về cái để lên được nhanh và bền nhất trong cái lĩnh vực này thì là phải đi theo cái chương trình sao, là sao, nhân sao và tạo sao và nhân sao, nhân rộng sao. Thế đây là cái chương trình mà mình mới hiểu được cách tuyệt đối, và về mình cũng phải gặp ngay tất cả những cái F1 của mình cảm thấy là ai mà sẽ đi cùng mình thì mình sẽ chia sẻ, mình sẽ làm theo y hệt như những người mà ở các nhóm hạ ở những người Trung Quốc người ta làm. Và có hai người ở Trung Quốc và người ở Malaysia là những người mà hệ thống của họ phát triển thì nó có thể nói là nó rất là kinh khủng với cái chương trình tạo sao. Là và mình tin rằng mình và tất cả các anh chị em trong đội nhóm Nu Skin Việt Nam rất là may mắn khi mình được áp dụng chương trình này một cách rất là sớm để mình chiến đấu với Nu Skin đó. Thì là đấy là những cái cảm nhận của mình, và mình tin rằng một điều rằng là sau cái chuyến này thì là lần sau cái chương trình lần sau thì sẽ đông hơn cái chương trình lần này rất là nhiều. Rồi, chắc chắn là chuyến đi này chưa có nói với một số anh em là phải coi chừng đó, tại vì khi Đồng Công Du trở về từ Thái Lan, Đồng Công Du sẽ là một cái con người khác hoàn toàn. Thì cái chuyện mà cháu sẽ làm khác đi mỗi ngày đó, đó là cái gì? Cháu có thể cho chia sẻ này không? Tức là cái mà cháu học được ở bên Thái Lan ấy, thì đầu tiên là mình phải biết phân tích cái hệ thống của mình, xem ai là những người mình cần tập trung. Tức là sau cháu nghe những cái bài chia sẻ của những cái người mà diễn giả nổi tiếng, thì người ta có một cái điểm chung ấy, là người ta chỉ tập trung vào những người làm việc, tức là chỉ theo tập trung vào những người mà đi đúng cái hệ thống của mình. Còn những ai mà mình khi mình đưa một cái hệ thống nhá, mà những ai người ta không đi theo cái này thì chắc chắn là họ sẽ bị đào thải ra ngoài ngay lập tức, và mình sẽ chỉ tập trung vào những người làm việc với mình một cách nghiêm túc. Đấy là cái mà chắc chắn là cháu sẽ làm ngay lập tức. Cái thứ hai là mình sẽ phải có một cái kế hoạch rõ ràng với người ta, rõ ràng bám sát họ từng ly từng tí một để mình nắm bắt với lại những người như thế đó. Thì là thực ra thì mình phải tức là một người mới vào ấy, thì là mình phải phải bám sát họ, và những cái gì mà mình đưa cho họ ra, những cái thông tin gì mà mình đưa cho họ, đấy là những cái mà chắc chắn là họ sẽ làm theo cái mô hình của mình đưa. Nhưng ban đầu họ như là một người mới, họ như một cái tờ giấy trắng thôi, mình bảo họ sao thì là họ sẽ làm như thế. Là mình sẽ tập trung vào những người mà cháu nghĩ là sắp tới này cháu sẽ tập trung vào những người mà nếu mà người nào tập trung làm với cái này quyết quyết thì cháu sẽ làm việc với người đấy, còn những người nào mà họ họ không làm thì đương nhiên là cháu sẽ không làm việc với người ta. Nhưng mà chắc chắn là sau cái chuyến đi này đó, mấy anh chị sẽ thấy là có một cái Đồng Công Du trưởng thành hơn rất nhiều mấy anh chị qua cái chuyến đi đó. Thành ra mấy anh chị khác nó có thể nghe thấy và mình có một cái sự quyết tâm hơn trong cái chuyến Bali kỳ tới mấy anh chị nha. Rồi cảm ơn Du. Chú muốn mình muốn mở cái đường line này cho anh Ngô Hồng Phong ở Vũng Tàu. Hello anh Phong ấy. Hello anh Phong. Vâng, chào anh Yeah, Tin. chào anh Phong khỏe không? Anh với chị Miên đi chuyến này đó, có thể nhìn qua những cái bức hình đó thấy anh chị rất là tươi, rất là vui tươi. Thành ra có thể là anh chia sẻ về cái cảm nhận về cái chuyến đi này nói chung không anh Phong ạ? Cảm nhận của chuyến đi này thì thưa anh Tin, thưa tất cả các anh chị, là chung chị Bích Nga, rồi cháu Phương, chị Minh Nguyệt, rồi Du cũng đã nêu lên cái tâm trạng chung cho cả anh chị em trong đoàn. Nhưng mà đến để nói về cái góc độ mà gọi là những cái người mà như 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 vợ chồng tôi mà làm hệ thống nó đang gặp khó khăn, thì phải nói rằng là bỏ thì không bỏ, nhưng mà lắm lúc là cũng thấy nản. Thì thực sự ra là cái đi cái chuyến này thì cũng nghĩ là công ty coi như là tưởng thưởng cho mình, nói là tưởng thưởng cho đi chơi, nhưng mà không ngờ là một cái chương trình là như chị Nguyệt nói là huấn luyện bằng cách mình ngoài sức tưởng tượng, tức là mọi vấn đề mọi mà thứ hai nữa là cái không khí cùng cái người Thái, cái người Thái đến nơi một cái thì đã thấy người ta là cái văn hóa người ta chắc là cũng gần gần giống mình, hết sức là thân thiện. Ngay đến một cái bỏ hành lý xuống chưa check in thì là một cái team building họ lôi mình vào, và lúc đấy mình chơi với họ, chơi cái chuyền bóng thì lúc đầu nghĩ là cái chuyền cái quả bóng này nó cũng đơn giản, nhưng mà không ngờ đấy là một cái bài học về cái tinh thần đội nhóm, hỗ trợ đội nhóm và cái cách làm, cách sao chép và tất cả những cái mà nhiều cái bài học nó thể hiện ra đấy, làm thế nào để mà nhanh, và cuối cùng ra là có nhóm nhanh có nhóm chậm,
Nhưng mà tưởng cái trò chơi nó kết thúc, không ngờ là cuối cùng rút lại là tại sao lại là nhóm này nhanh, nhóm kia chậm. Và bây giờ là chuyền bóng, là bây giờ mỗi nhóm, có nhóm thì chỉ có 12 giây, có nhóm thì tới ba mấy giây. Thế thì cuối cùng là cái người phụ trách trò chơi mới nói rằng là không, bây giờ tất cả nhập lại hết cả 7 cái nhóm, và làm sao mà truyền bóng cho nhau, mà khi mà truyền từ người này sang người kia thì phải nói tên, và làm sao mà chỉ không được vượt quá 10 giây. Thì cũng cứ nghĩ rằng là cái chuyện này là cái chuyện không tưởng. Thế nhưng mà sau đó thì là một cái cô người Thái, cô đã, cái nhóm của cô ấy là chỉ lúc đấy là chỉ có 6 giây thôi. Thế thì cô mới nói là tập hợp lại, cô nói hết cái cách làm nào, tập hợp từng nhóm nhỏ lại với nhau, xong rồi phân công trách nhiệm người này. Khi mà cái quả bóng và tất cả các cái bàn tay là dính vào nhau thì cái quả bóng lướt qua như thế một cái, thì cái người nào đấy phải truyền qua cho đừng ngay cho cái nhóm kia, và làm như thế thật nhanh. Thì cuối cùng là cũng đạt được cái mức là thấp hơn 10 giây, và qua đó thì vừa rất là vui, và cái bài học rất là ý nghĩa, tức là học những cái người giỏi nhất và đưa vào sao chép nhanh nhất, và từ đó sẽ đưa đến kết quả không thành. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nghĩa là cái tổ chức không ngờ là họ tổ chức rất là hay mà rất là hoành tráng ba cái ngày như thế. Chính vì cái cách tổ chức cho nên là cảm thấy nó không có bị nhàm, không bị chán, và không 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 nó rất là có cái tính lôi cuốn. Và đặc biệt là cái họ tập trung quá nhiều vào cái mà chụp cái hình ngôi sao, bởi vì theo cái chương trình phát ra là nếu thời tiết tốt là ra cái bãi cỏ, thế xong rồi xếp thành cái hình ngôi sao, những cái new star, những cái người mới thì đứng ở vòng ngoài, còn tất cả những người còn lại, những người kiến tạo sao mà còn lại thì là đứng ở bên trong. Thì họ sẽ đặt cái máy chụp hình trên cái lầu chính, chụp xuống thì sẽ được cái hình rất là đẹp. Nhưng mà không ngờ là cái ngày nó lại mưa, thế là cuối cùng họ không bỏ cái đó, và họ cố gắng là trong cái tòa nhà như thế, và họ làm được cái hình ảnh cái hình ngôi sao. Thì phải nói là ở đây mới hiểu được một cái điều là cái mỗi người có thể cảm nhận cái khác nhau, nhưng mà cái hình ảnh để lại là cái hình ảnh mà chụp cái hình ngôi sao, và sau cái sự chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại thì cuối cùng cái hình ngôi sao cũng rất là tuyệt, hợp pháp cho mỗi người, mỗi thành viên một cái tấm hình kỷ niệm rất là đẹp. Thế ở đây thì có cả cảm giác là vợ chồng Phong cũng một số anh chị em ngoài nhóm, cũng không phải là trong nhóm ưu việt, cũng có ngoài cũng có, tức là đi cái chuyến này thì cũng chỉ nghĩ rằng là sau cái này thì là cũng cũng có người thì thổ lộ ra là có lẽ là dừng cuộc chơi, cũng có người thì nói thôi, thì cũng là gọi là cái chuyến đi để mà học được đến đâu thì học. Nhưng mà sau cái chuyến đi này thì mới thấy là tự nhiên là giật mình, bởi vì cái sự tự ái, cái sự tự ái của cái đội nhóm, và cái sự tự ái của cái tinh thần dân tộc với cái mà người Thái đã làm được, và mình thấy rằng là mình cũng có khả năng đang làm được. Và cái cô giám đốc, cô Vicky Bùi, cũng như là cái cô Anthony, rồi hai cái, rồi Cẩm Tú, rồi Liên, là những cái người mà trong suốt chuyến đi là nói chung là rất là có cái sự quan tâm đặc biệt đến với Việt Nam. Họ nói là Việt Nam mới có 1 năm thôi và đã sản sinh ra một Timilit, rồi mấy Blue Diamond, rồi 30 sao. Tất cả là báo hiệu đến là cái so với người Thái thì 16 năm như thế thì cái Việt Nam này là báo hiệu một cái sự bùng nổ. Thế và chính vì như thế cho nên là cái buổi cuối cùng, cái buổi 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 tối mà tôn vinh những người kiến tạo sao ấy, thì có cô Vicky có tập hợp lại để mà nói. Thì cả cô Vicky, cả cô Anthony, kể cả cô Amy đều, và Tú là đều muốn, Tú và Liên đều muốn nói rằng là trong cái chuyến đi Bali tới ấy, các cô không nói là các cái diễn giả đấy là những cái người họ huấn luyện cái gì, mà cô nói là những cái người thành công ở các cái nước kia ấy, họ chỉ chia sẻ cái câu chuyện của mình thôi. Thế thì Việt Nam cũng phải có cái câu chuyện của mình, và cái câu chuyện của mình đấy là tại Bali. Lúc đấy cái sự kiện nó lớn hơn nhiều, chị Nga nói là 7 nước, và lúc đấy rất là đông, cái sự kiện hôm đấy hàng nghìn người, và tất cả đều muốn là Việt Nam
ít nhất Việt Nam có người có cái câu chuyện của mình để nói lên cái trên cái sân khấu đấy. Và cái chuyện thứ hai nữa là lành, thì cái câu chuyện của lành là top 5 trong cái sự kiện mà Star Academy lần này. Thì lúc đầu thì mình cũng chủ nghĩ là mình tự hào về 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 một cái người mà Việt Nam coi như là thành công lớn ở trong cái sự kiện này của Nu Việt và thành công ở trong đây. Thì khi lành kể về cái câu chuyện của mình thì cũng những cái giai đoạn, những cái gọi là 4 lần mà phải làm đi làm lại trong cuộc đời, rồi đến khi mà lành nói về cái chuyện là lành cái Star Academy năm 2014, lành sẽ dẫn đến 60 người và lành sẽ là người kiến tạo sao Star Creator là 6 sao, thì là kể cả MC lẫn cả cái hội trường là đều náo nhiệt hẳn lên, bởi vì họ họ không thể ngờ, bởi vì chính họ cũng không có ai hứa được một cái số lượng nhiều người đến như thế. Thế và khi mà lành giải thích rõ cái cách làm của lành và như thế nào, và cái mà lành đã làm được cũng như là cái cách làm, và lành nói đến cái chuyện là hình tượng là luyện cái cú đá, một cái cú đá mà đúng mà luyện hàng nghìn lần còn hơn là đá 1.000 cú theo 1.000 kiểu khác nhau. Không biết là cái đấy có dịch sát không, nhưng mà phần đông cái người Thái ngồi ở trong cái hội trường đấy là người ta cũng hiểu được cái chuyện đấy. Thì ở đây cũng là một cái động lực mà những cái người leader đã nói lên được cái mục tiêu to lớn của mình và của đội nhóm. Đồng thời nữa là anh cũng không quên là cái tri ân cái người mà vợ chồng anh Đinh Nguyễn, là cái người mà đã đưa anh đi đến cái thành công đấy. Thì đấy là những cái mà đọng lại trong cái buổi mà Star Academy lần này, và sẽ có cái niềm tin để mà đi tới, kể cả những cái team mà mạnh như của chị Bích Nga hay là của chị Minh Nguyệt hay Thiên Trang hay của Hữu Thu thì không nói, nhưng mà những cái team mà nó khó khăn như cái team của Phong ở Vũng Tàu và ở Nha Trang chẳng hạn, thì là sẽ là một cái có cái động lực, có cái niềm tin và hiểu rằng là Nu Việt sẽ sát cánh với mình, cũng như là các anh chị em Sailai sát cánh với mình, và đặc biệt là công ty là luôn luôn như Tú nói đấy, là sẽ theo sát đồng hành cùng với mình. Và đấy là những cái điều mà mang lại cái mà cảm nhận là có một cái niềm tin và có một cái động lực, cũng như có một cái quyết tâm gọi là đặt ra những mục tiêu lớn và có cái sự tuân thủ và có một cái kỷ luật để mà thực hiện được những cái điều mà mình mong ước. Đấy là cái cảm nghĩ Phong, và xin Dạ cảm rồi, ơn các anh chị em đã nói. dạ rồi, cảm ơn anh Phong rất nhiều. Hôm nay thì tương đối một số anh chị cũng đã nghe một số anh chị khác chia sẻ, nó mỗi người mỗi cái góc độ khác nhau anh chị ha, và rất thú vị khi mà anh chị nghe được những cái cảm nhận. Và chắc chắn một số anh chị đang nghe cái chương trình tối hôm nay đó, anh chị cũng nên nuôi dưỡng cho mình một cái mục tiêu anh chị. Tức là năm tới không những mình tham dự ở Bali nữa, nhưng mà mình là mang theo bao nhiêu người mà gì, và mình phải có một cái kế hoạch. Mình tin là cái chuyện mà anh Lành hứa 60 đó, cam kết cái vấn đề 60 nó không phải là cái chuyện gì không làm được anh chị. Một số anh chị vẫn có thể làm được, Lành vẫn có thể làm được chuyện đó. Mọi chuyện đều có thể mà gì, nó tới từ cái sự quyết định đấy. Thật ra mình mà hy vọng là trong tối hôm nay một số anh chị nghe và ít ra nhiều mà gì, mà chị ra một cái quyết định cho cái cuộc đời của mình, cho cái sự nghiệp của mình đó. Mình muốn mở cái line này cho anh Thu mà chị. Thu có thể chia sẻ chút xíu. Hello Thu ơi, Nguyễn Hữu Thu. Dạ, xin chào Xin Đây. Philip Đinh Nguyễn, xin chào tất cả các anh chị. Ok, anh nghe hình như Alo, có biết nghe được không anh ạ? nghe 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 anh nghe Dạ, Thu xin chào tất cả các anh chị. hả? Giọng Thu bữa nay hình như có lửa hơn trước khi đi thì Dạ, hôm nay rất là có lửa anh. phải. Và nhất là khi nghe tất cả các anh chị leader vừa rồi chia sẻ thì rất là hay. Và tất cả những anh chị đã có những cái bài học, đã có những cái góc nhìn về cái Star Academy ở Thái Lan vừa rồi thật là tuyệt vời. Thật sự thì sau khi đi cái chuyến này về thì anh chị nào, đặc biệt là những anh chị mà đi trong cái chuyến này, ai cũng giống như là về mất ngủ rồi, ai cũng rất là nóng lòng và chân tay, giống như là
muốn làm một cái gì đó để cho nó mạnh mẽ hơn cho cái đội nhóm của mình. Và thật sự thì tất cả các anh chị leader chia sẻ rất là hay, và Thu em thì cũng có một cái chia sẻ thì cũng có thể nó trùng lắp lại với những anh chị khác, cho nên em sẽ có một cái chia sẻ mà theo cái cách nhìn của em. Thì thường làm Nu Skin thì trong 3 ngày thì rất nhiều những diễn giả thành công, những người lãnh đạo thành công chia sẻ, thì em đúc kết thế này. Thật sự luôn luôn người ta hỏi là bạn phải có cái ước mơ, bởi vì thật sự rất nhiều người người ta không không hiểu, và đặc biệt những nhà phân phối mới người ta không hiểu là tại sao cứ phải ước mơ ở đây. Nhưng mà bao nhiêu diễn giả, bao nhiêu những người thành công mà thành công rất là bứt phá và rất nhanh, ví dụ như là hai cái diễn giả của người Trung Quốc là He Lei và chị Macaulay Macaulay, thì họ luôn luôn nói về cái ước mơ. Bởi vì bà Macaulay bạn có đưa ra một cái thống kê, tức là bà nói là 60 có ước mơ và có cái mục tiêu rõ ràng, tức là 60% những cái nhà phân phối làm cho Nu Skin thường thì họ không có, họ làm họ không có mục tiêu và họ làm việc một cách máy móc và họ không biết làm vì cái điều gì. Và rất nhiều những cái nhà phân phối người ta sẽ bỏ cuộc, người ta sẽ rời cuộc chơi sớm, bởi vì người ta làm mà người ta không biết người ta làm vì cái điều gì. Bởi vì thật sự làm với Nu Skin nó không phải nó quá khó, thật sự nó không dễ nhưng mà nó không phải nó quá khó, bởi vì nó không cần vốn đầu tư. Cho nên là có rất nhiều anh chị mà không hiểu là mình làm Nu Skin vì cái điều gì, cho nên là họ luôn luôn khuyên là mình, bởi vì ông He Lei cũng phải mất đến 3 năm ở cái vị trí Ruby, và sau đó thì ông phát triển rất là mạnh. Và bà Michelin cũng phải mất đến mấy năm trời, và khi mà đi dự các cái sự kiện là bà gần như bà bỏ cuộc, bởi vì bà muốn khi được đội nhóm đồng đội upline downline động viên thì bà đưa cái bờ vai cho bà, cúi mặt vào đó để bà khóc, bởi vì thật sự bà cũng thấy rất nhiều những cái khó khăn khi mà những cái khó khăn gặp phải khi làm với Nu Skin. Nhưng mà bà mới hiểu ra một điều rằng đa số những nhà phân phối, bà luôn khuyên tất cả mọi người là hãy hỏi một câu hỏi cho thật kỹ là mình làm Nu Skin vì cái điều gì, mình làm vì cái gì, mình làm vì gia đình, mình làm vì con cái, mình làm cho bản thân, mình phải hỏi cho thật kỹ tại sao mình làm Nu Skin. Khi mình trả lời được cái câu hỏi đó thì dù có những cái khó khăn, dù những cái cản trở thì mình cũng vượt qua. Và khi trong cái công việc, mà đặc biệt công việc Nu Skin, khi mình càng cố gắng mà trong cái công việc nó có khó khăn, thì khi mình càng gặp nhiều khó khăn thì cái kết quả trong tương lai của mình rất là lớn. Thì bà chứng minh được, cũng giống như ông He Lei và bà Michelin cũng đã chứng minh được cái điều đó. Tức là lúc đầu 2-3 năm đầu họ cũng rất là khó khăn, họ cũng gặp thế này thế kia, nhưng mà sau đó người ta phát triển rất là mạnh, bởi vì người ta biết người ta làm vì cái điều gì, người ta có ước mơ rất là lớn. Và người ta chia ra là 60% những người mà không có mục tiêu, làm việc máy móc và không biết làm vì cái điều gì thì thường thì người ta làm rất là người ta không có phát triển mạnh. Còn những 3% là những người người ta có cái ước mơ lớn, người ta biết người ta làm vì điều gì và người ta có một cái kế hoạch, cái mục tiêu dài hạn, cũng giống như ngắn hạn và trung hạn. 27% là những người chỉ có những cái mục tiêu ngắn hạn và không rõ ràng cho lắm và cũng không hiểu là mình làm vì cái điều gì. Tức là người ta chia ra rất là rõ ràng như vậy để chúng ta biết rằng khi chúng ta phải hỏi là mình làm Nu Skin vì cái gì, mình vì gia đình, mình vì bản thân, mình vì một cái tương lai, mình vì cái ước mơ của mình là cái gì, thì khi đó mình làm nó dễ thành công, và dù có những một số khó khăn thì mình cũng không có bỏ cuộc. Còn đa số rất nhiều người mà làm việc với Nu Skin, người ta không biết là người ta làm vì cái gì, người ta chỉ làm và làm thôi, hoặc là cũng giống như đi làm mà đi làm công chẳng hạn, đi làm người ta luôn có những cái suy nghĩ là giống như đi làm công ăn lương, thì có những cái vài khó khăn, bởi vì đây là cái công việc làm chủ chứ đây không phải là một cái công việc làm công ăn lương. Cho nên chúng ta phải tự chịu trách nhiệm, chúng ta phải lên kế hoạch, chúng ta phải lập mục tiêu, chúng ta phải có cái ước mơ cho cái công việc của mình, bởi vì đây là một cái doanh nghiệp của chính mình, nó không giống như những cái giống như trước đây mà chúng ta đi làm truyền thống, chúng ta đi làm công hoặc là chúng ta đi làm thuê cho một ai đó. Nó có một cái sự khác biệt như vậy. Và em cũng muốn chia sẻ nữa là nếu như mà khi chúng ta làm với Nu Skin, nó cũng giống như cái quả banh tuyết vậy, lúc đầu thì nó rất là nhỏ, có thể là nó lăn rất là chậm, rất là nhỏ, nhưng mà sau đó càng làm càng cố gắng càng làm thì cái quả banh tuyết đó nó càng lăn và nó càng to dần ra. Cho nên nó phải cần thời gian và chúng ta phải có những cái kiên trì và cái quyết tâm. Còn nếu như bạn vẫn làm theo cái cách bình thường thì nó dễ dẫn đến cái sự nhàm chán, cho nên mình phải thoát ra
cái sự nhàm chán đó, chúng ta phải thoát ra cái sự làm việc một cách bình thường đó, mà chúng ta phải cần phải có một cái sự đột phá, thì lúc đó chúng ta mới thoát ra cái vòng luẩn quẩn đó, thì chúng ta có một cái sự tiến bộ rất là nhanh. Và chúng ta phải luôn là những leader làm gương, chúng ta phải có những kết quả tốt để cái đội nhóm làm theo. Và khi chúng ta càng gặp khó khăn thì cái tương lai chúng ta sẽ có những cái kết quả rất là lớn và rất là tốt. Và trong quá trình làm thì chúng ta cần phải cái tính kỷ luật và cái sự liên kết chặt chẽ các đội nhóm với cái đội nhóm của mình. Và đây là một cái công việc mà nó không đòi hỏi cái vốn đầu tư, nó không giống như một cái công việc mà chúng ta cần có vốn đầu tư nhiều, cho nên là có thể chúng ta làm cũng được, không làm cũng được, làm cho có, cho nên chúng ta rất dễ gặp cái sự nhàm chán. Cho nên điều đặc biệt là chúng ta phải đi tham gia tất cả các sự kiện của đội nhóm, của công ty, những cái sự kiện là những cái sự kiện nó sẽ giúp cho chúng ta lên lại cái tinh thần, lên lại cái lửa, và chúng ta lấy lại cái nhiệt huyết để chúng ta làm việc một cách mạnh mẽ hơn. Và khi chúng ta, các anh chị biết là có rất nhiều anh chị, cũng có rất nhiều những cái người mà làm với Nu Skin á, thì họ luôn luôn làm nhưng mà họ không biết rằng cái sự thay đổi cái bản thân của họ. Chúng ta phải biết thay đổi cái bản thân mình liên tục và chúng ta phải phát triển cái bản thân của mình, thì chúng ta làm việc với Nu Skin nó dễ thành công hơn. Còn có rất nhiều anh chị cứ vẫn làm theo cái cũ và vẫn giữ nguyên cái cách làm của mình, bởi vì có thể trong công việc truyền thống nó khác và qua đây là một cái lĩnh vực khác. Cho nên chúng ta phải biết phát triển bản thân, chúng ta phải có một cái sự thay đổi cho nó phù hợp với cái ngành này, và chúng ta phải thay đổi và phát triển để cho nó phù hợp với cái môi trường, và đặc biệt là chúng ta phải phát triển cái bản thân của mình. Cái sự phát triển đó chúng ta ngày càng phải tiến lên, bởi vì cái sự phát triển là chúng ta làm những cái điều mà có thể trước đây chúng ta không muốn làm. Ví dụ như chúng ta không muốn tuyên bố cái này mục tiêu trước đám đông, hoặc là chúng ta không trước đây chưa bao giờ chúng ta nói trước đám đông, thì bây giờ chúng ta phải tập nói chẳng hạn là như vậy. Rồi chúng ta phải học những cái kỹ năng cần thiết trong cái ngành này, và đặc biệt là chúng ta phải phát triển cái bản thân của mình. Đó là những cái yếu tố để chúng ta dễ thành công với Nu Skin. Và xin cảm ơn anh Dean, và đặc biệt là thật sự cái chuyến đi Star Academy, rất cảm ơn Nu Skin đã tổ chức một cách chu đáo và rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các anh chị. Thu lần đầu tiên hồi nãy giờ Thu chưa nói tới nè, tại vì một số anh em mình khi mà thấy hình ảnh Thu bỏ lên đó, cũng đang xôn xao. Dạ. Một cái hình ảnh đó là Thu lần đầu tiên dẫn vợ, dẫn bà xã đi. Thành ra chuyến này có gì lạ không Thu? Thật sự chuyến này thì bà xã em cũng không có chịu đi. Em nói là thôi đi cho vui, và gia đình cũng muốn là bà xã đi để có một cái cũng muốn để mà cùng hòa với Nu Skin để cùng làm với em á. Thì bà xã cũng đi nhưng mà rất là lo cho con, nhưng mà qua đến nơi thì bà xã rất là thích. Và bắt đầu yêu thích Nu Skin, và đặc biệt là khi những cái hình ảnh mà những người mà ông Haley có giới thiệu, mà khi ông ta tham gia từ năm 96 và đến bây giờ thì những người làm cho Nu Skin còn trẻ hơn lúc trước nữa. Thì vợ em có hỏi là tại sao là đến bây giờ mà những người đó họ trẻ hơn trước đây, thì em mới nói là trời, công nghệ Airstroke nó luôn làm thì người ta trẻ lại, cái chuyện đó không có gì lạ. Thì vợ em mới hỏi là chứ uống cái gì để cho nó trẻ. Trời ơi, thì uống những cái sản phẩm mà có công nghệ Airstroke như là A-Square, rồi rất là nhiều những cái dòng sản phẩm. Thì vợ em nói là tại sao anh không nói cho em uống. Em mới nói là nói hết rồi mà em không tự tìm hiểu em uống, tao mọi cái đều có sẵn mà em không tìm hiểu em uống. Em còn nói là tại sao không nói kỹ cho em uống nữa. Thì có nhiều cái rất là vui, và vợ em rất là vui. Và vợ em cũng mong cho cái chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ cũng giống như cái chuyến đi Star Academy ở Bali, Indonesia, Indo trong 2014. Và em nghĩ là vợ em sẽ có những cái thay đổi để mà cùng hoạt động với em tại Nu Skin. Đó, cái đó là cái tin, cái lời lớn nhất của Thu đó. Thưa anh, nghĩa là chuyến kể từ cái chuyến đi vừa rồi đó là Thu sẽ có một cái hành động nó khởi sắc hoàn toàn ha, thì bây giờ có cái sự hỗ trợ của rất hay. Chúc mừng Thu. Ok, cảm ơn anh. Ok, mình còn một người coi tạm gọi là sau cùng nếu mà gì, tại vì mình còn một số mấy anh chị như là Hồng Thủy này, rồi chị Thanh Diệu ở Nha Trang thì đang trên đường về. Tâm Huỳnh thì mình không thấy ở trong cái kho hôm nay đó. Lành thì đang có cái meeting ở ngoài Hà Nội. Mình còn một người sau cùng đó là Bình An với lại Thiên Trang. Hello Bình An ơi, Bình An Thiên Trang.
Dạ, em đây anh. Ok. Chào. Bây giờ chia sẻ cũng không ngoài những cái câu hỏi như kỳ vừa rồi đó, nhưng mà có thể nói trước này, cái gì là cái ấn tượng mà Bình An có ấn tượng nhất nha, ấn tượng nhất trong cái vấn đề này là cái gì? Dạ, điều thứ tiên á là anh xin hỏi anh là hiện tại anh nhìn vào trong cái webinar ngay bây giờ á bao nhiêu Hả? số người đang theo dõi webinar bây giờ, hiện tại anh nhìn thấy được bao nhiêu? Anh nghe cái tiếng nó hơi bị nhão Bình An ơi. Alo, anh Nó alo. hơi bị nhão. Có thể nhích qua chút, nhích nhích lên nhích xuống một chút, cái âm thanh nó hơi bị nhão một chút. Hello. Hello. Ok, nếu mà dùng cái máy nào khác đó, thì có thể bấm cái dấu bàn tay nha, bấm cái dấu bàn tay để anh coi, có thể Thiên Trang đang ở, để coi Trang có đang ở máy nào đây. Ok, Trang Nguyễn. Hello Trang ơi. Dạ, em đây anh. Ok, anh nghĩ là cái máy của Bình An đang bị cái gì. Ok Trang, có Trang có thể chia sẻ không? Dạ, Về cái chuyến em đi. có thể nghe không ạ? Nghe nghe, nó hơi bị vang. Nghe cái tiếng echo, hình như hai cái máy phải không? Dạ không, em có một máy thôi. Anh nghe cái tiếng echo chút xíu. Ok, không có thì Trang đang chia sẻ quay cái cảm xúc và cái cảm nhận như thế nào qua cái chuyến đi đó, và khi về bây giờ đó thì Trang sẽ làm cái gì khác hơn so với lại cái điều mà Trang đã làm trước khi cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi. Thật ra thì những cái thông tin mà trong cái chuyến đi đó, thật ra thì tụi em sau khi cứ sau một cái bài nói chuyện của một diễn giả hay là sau một cái buổi như vậy thì em anh Thu chị Nguyệt này kia hay ngồi với nhau để mà chia sẻ những cái điều mình đúc kết được hoặc mình rút ra từ trong những cái bài học đó anh. Thì nãy giờ mấy anh chị cũng chia sẻ cũng nhiều rồi. Có một cái điều là khi mà nghe xong những cái diễn giả đó nói thì tụi em mới thấy một cái điều rõ ràng là tất cả những cái gì họ làm á, trong cái cách của họ nói chuyện á, thì mình hiểu là họ làm rất đơn giản, tức là họ chỉ tập vào cái success formula, họ làm xoay quanh cái những cái điều ở trong đó, tức là dream rồi set goal rồi believe rồi take action rồi lead, họ cứ đi xoay quanh cái đó. Và cái quan trọng là họ luôn luôn nói về cái tính kỷ luật của hệ thống anh, cái kỷ luật của hệ thống và leading by example thôi. Trong cái phần mà take action đó, cái cô người Thái cổ nói là tất cả những cái gì mà những cái hành động mà tạo ra cái kết quả hiện tại của cổ chỉ là chị cổ là một cái giống như là một cái ví dụ đó, tức là tất cả những gì cổ làm và đội nhóm cứ làm theo cổ, có thể trong một cái giai đoạn đầu người ta không làm theo, có thể trong một cái giai đoạn đầu đó người ta không làm theo, nhưng mà đến khi cổ vẫn cứ tiếp tục cổ làm, cổ một mình cổ vẫn cứ đi và cái kết quả là người ta bắt đầu người ta nhìn lại và người ta đi theo cổ. Thì đó là cái mà mình nhìn thấy, tại vì tụi em cũng có đôi lúc mình nhìn vào đội nhóm của mình thấy nó đi được một đoạn rồi xong rồi cái nó có vẻ như là mọi người hơi lơ 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 ra, thì nhiều khi mình cũng có cái lúc tâm trạng của mình cũng có lúc lên lúc xuống. Nhưng mà cái mà cổ nhắc đi nhắc lại, cổ nói quan trọng nhất là kiểm soát cái tâm trạng của mình, tức là kiểm soát cái cảm xúc của mình để lúc nào mình cũng ở cái tâm trạng tốt nhất, và mình cứ mình xông vào mình làm thôi thì tự nhiên đội nhóm sẽ đi theo mình. Cũng giống như có một cái anh, em không biết cái tên của ảnh, anh người 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 Malaysia mà bên bên phần bên dịch ấy, người ta gọi là anh chùa đó. Tên của ảnh là cái gì em? Ảnh là cái người mà được coi là làm LTO tốt nhất, mình mỗi khi mình họp với Nu Skin mình hay nghe nói tới. Ảnh nói là có một ảnh thì ảnh tất cả những cái người thành công ở đây mình thấy có một cái điều là họ họ đi theo cái chính sách của công ty, tức là họ đi theo những cái chương trình của công ty, align rất tốt với những cái chương trình của công ty và dùng nó như là một cái motivation, một cái động lực, động cơ để mà cả đội nhóm cùng phát triển. Thì ảnh có kể cái chuyện của ảnh là ảnh làm thì ảnh làm cũng tốt, tức là khi mà ảnh lên Blue Diamond rồi đội nhóm của ảnh có từng nhánh như vậy á, thì cũng có nhánh mạnh cũng có nhánh yếu,
Nhưng mà khi mà anh bắt đầu anh áp dụng cái sao cái mà BDM tức là sao tạo sao và nhân rộng sao á, thì khi mà anh áp dụng cái chương trình này á, chỉ có một nhánh đi theo ảnh thôi, một nhánh bắt đầu đi theo ảnh, và đó là cái nhánh yếu nhất, là một executive mà bị rớt lên rớt xuống, tức là trong mấy năm trời mà cứ lên tới executive rồi rớt xuống rồi lại nhà phân phối rồi lại trở thành lawyer rồi lại lên executive lại rớt xuống mấy mấy lần. Sau đó thì cái anh này có tên là Nicholas, thì cái anh Nicholas này ảnh mới quyết định đi theo cái chiến dịch của anh chùa, là đi đi theo cái để mà làm tạo sao đó, làm cái là sao và tạo sao, tức là đi theo cái chiến dịch BDM này á. Thì khi mà anh làm như vậy á, sau suốt một năm thì anh mới có được một một sao, tức là một một star ở bên dưới. Và anh nói là chỉ có 2 năm sau đó, tức là một năm sau đó anh tạo được có một 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 ruby thôi ha, nhưng mà 2 năm sau đó đó thì cái một ruby, từ một ruby đó ban đầu thì những leader họ không theo đâu, ban đầu những cái leader mà giỏi họ không theo, chỉ có mỗi anh Nicholas này anh theo thôi. Nhưng mà đến sau sau một cái khoảng thời gian 1 năm sau đó, từ cái nhánh đó thôi anh tạo ra là rất nhiều executive, rất rất nhiều ruby, và chính từ cái đó thì tất cả những cái đội nhóm khác bắt đầu đi theo. Và anh nói là chỉ trong vòng 1 năm mà doanh số của ảnh là từ 2 triệu thành 4 triệu đô, và nó cứ như vậy nó nhân rộng, nhân nhân đôi nhân đôi nhân đôi liên tục. Và cái cách khi mà mình học được cái này thì em mới hiểu ra một cái điều là hồi đó giờ mình cứ nhìn thấy công ty cũng nói về sao, cũng nói về BDM, cũng nói tất cả những cái này, nhưng mà mình không có thấu hiểu được hết á. Giống như là mình cầm trong tay cái bí kíp mà vì mình không có những cái hành động, mình không biết, mình cứ tưởng nó bình thường thôi, nó cũng là một cái chương trình tưởng thưởng của công ty rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy những leader họ thật sự áp dụng nó và cái hiệu quả vượt trội từ nó đó, thì lúc đó mình mới giật mình và mình nói là mình sẽ quay lại và mình bắt đầu làm đúng theo cái chiến dịch này. Thì hôm nay em với anh Thu với một số anh chị cũng có ngồi lại lên một cái kế hoạch, là bắt đầu từ từ ngày mai trở đi là mình sẽ lên một cái kế hoạch để mà mình sẽ communicate về sau này, và mình sẽ có một cái quy trình để đào tạo từ một nhà phân phối mới có thể trở thành sao, và mình cứ theo đúng cái quy trình đó để mà tạo ra sao và nhân rộng sao, và nó liên tục như vậy. Ok, mấy chị thấy trong cái màn hình Trang có ghi về cái những chữ này đâu có gì lạ nữa. Mình thấy cái này cũng khá lâu rồi mấy chị, nhưng mà tại vì nếu mà so với lại Thái Lan là 16 năm thì Việt Nam mình mới 1 năm, nó chỉ là một cái bước bắt đầu thôi. Đúng ra đó thì mình cũng vừa mới thoát ra cái lớp vỡ lòng, một số mấy anh chị cũng vừa mới gia nhập cái làng network marketing, kinh nghiệm mình cũng chưa có nhiều mấy chị. Nhưng mà so với 1 năm và so với 16 năm của Thái Lan, so với nó đúng là ở China hay là dựng trên 10 năm mấy chị. Mặc dù người ta chỉ mới nổi lên 1 2 năm gần đây thôi, nhưng mà người ta đã có trên 10 năm. Thì cái điều mà đương nhiên mình khích lệ ở đây đó mấy chị, là cái vấn đề là mình cũng đạt được một vài cái thành quả tương đối. Nhưng mà bên cạnh đó mấy chị, mình còn học hỏi, phải học hỏi rất nhiều từ những cái đội nhóm mà người ta đã đi trước mình. Và cái đó là cái mà mình rất vui là có một số mấy anh chị tham dự cái Star Academy đó, là tại vì mấy anh chị đi và về có một cái cảm nhận nó khác hẳn mấy chị. Thay vì lúc trước giờ đó mấy anh chị có thể nghe nhưng mà vẫn không có cảm nhận được. Và mình mong là mình có 11 người đi trong chuyến này đó, thì về là 11 cái account đó. Thì khi mà mấy anh chị về đó, mấy anh chị sẽ tiếp tục nhân rộng, cũng giống như câu chuyện gì mà Thiên Trang vừa mới kể, là chỉ có một người mấy anh chị, một người sao âm ở cái anh chùa đó, anh chỉ chọn có một nhánh thôi, nhưng mà từ cái nhánh nhỏ nhất đó bắt đầu ứng dụng vào cái mô hình này và nhân rộng, cái đó nó cần thời gian. Trong trường hợp này là anh này là 1 năm đó chị. Nên là một số mấy anh chị mà vừa mới gia nhập cũng đã một thời gian chưa đạt được kết quả, mấy anh chị đều có cơ hội như nhau trong vòng 1 năm tới. Tức là mấy anh chị nhắm vào cái sao New Việt sẽ có một cái kế hoạch, và cũng mình cũng đã chuẩn bị cái chuyện này rồi mấy anh chị. New Việt Economy cũng đã chuẩn bị, và ngay cả cái này giờ này mình cũng nói cho mấy anh chị biết, nó là ngay cả một vài cái kế hoạch mình cũng chờ mấy anh chị đi cái Thái Lan này về này, thì mình mới 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 bắt đầu được thôi. Là tại vì phải đi và phải có cảm nhận đó, thì lúc đó mình nói ra mấy chị mới hiểu được thôi mấy chị. Chứ còn từ trước tới giờ đó mình cứ la, mình cứ hét đó, nhưng mà mấy chị vẫn không có một chút cảm nhận nào. Và nhiều khi là lại nói là mình là nói nhiều quá. Nên thành ra mình mong là trong thời gian sắp tới mấy chị, và đặc biệt là kể từ tối hôm nay,
và sau cái chuyến đi Thái Lan này về đó mấy chị sẽ thấy một cái sự 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 lột xác. Từ phía Bắc thì mình có một số mấy anh chị như Đồng Công Du, Minh Nguyệt, Thủy, Hồng, Thanh, một số mấy anh em khác ở phía phía Nam, và phía Trung thì mình cũng có Diệu, Ninh ở Nha Trang. Phía Nam hơn nữa là mình có Vũng Tàu, Vũng Phong anh chị, và chắc chắn là một số mấy anh em mình sẽ cam kết đó là mình sẽ đạt được những cái thành quả. Đương nhiên cũng thêm một cái nữa là mình phải liên kết Loi với lại cái Nu Việt, Nu Skin Việt Nam để mà mình có thể mình đồng hành với chị trong trong những cái bước cái những cái chặng đường sắp tới. Và chắc chắn là những chặng đường sắp tới nó không có đơn giản, nó không có dễ với chị, nó có những cái cam go, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ vượt qua được. Và đặc biệt nữa là Nu Skin nó bước vào một cái giai đoạn mới sau cái TRNID, cái TR90, Nu Skin nó sẽ bước vào một cái giai đoạn rất mới, và cái đó nó cần đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất lớn. Thành ra một số mấy anh chị sẽ đón nhận một vài cái thông tin từ cái team Nu Việt trong một vài ngày tới, và mấy anh chị sẽ chắc chắn là sẽ thấy được một cái sự khác biệt mấy anh chị. Thành ra tối hôm nay mình cũng xin chúc mừng một số mấy anh chị tham dự cái Star Academy ở Thái Lan về đó. Và rõ ràng là trong vòng một tiếng rưỡi vừa rồi mấy anh chị nghe và cảm nhận mấy anh chị một cái gì đó nó thôi thúc. Một số mấy anh chị hình như đi cái chuyến này về từ như mình ngủ đó mấy anh chị ha. Mình ngộ ra một vài điều mà từ trước tới giờ một số mấy anh em mình vẫn mơ hồ. Thành ra những cái event nó làm mình mở rộng cái tầm nhìn của mình ra mấy anh chị. Chắc chắn Thiên Trang, chắc chắn chị Nga, chắc chắn Minh Nguyệt, chắc chắn anh Phong, Đồng Công Du và một số mấy anh chị khác. Sau cái chuyến đi Thái Lan mấy chị, anh Hữu Thu, cái tầm nhìn của mình nó nới ra và nó không có bao giờ nó thu lại mấy chị. Và mỗi lần như vậy nó nới ra thêm một lần nữa. Giống như cái tháng 10 này đó, ở Global Convention mấy chị biết Nga, Thiên Trang, Hà Lam, Thủy Thu, một số mấy anh chị đi dự cái Global Convention này, khi về mấy chị chắc chắn là mấy anh chị sẽ không như là một cái người bình thường, chắc chắn. Thành ra mấy anh chị cũng nên, và mấy anh chị thấy được cái tầm quan trọng, thấy cái tầm quan trọng của cái event đó. Ok, mình có anh Bình An đây giơ tay muốn nói thêm một vài phút trước khi mình dứt lời mấy chị, để mình mở cái line này cho Bình An. À, hello Bình An ơi. Hello. Dạ, anh nghe rõ không anh? Nghe rõ. Hello. Nghe rõ. Dạ, hồi nãy em xin lỗi vì đang nói nhưng mà cái internet nó có vấn đề. Giờ nghe rõ cho anh hả? Nghe rõ, nghe rõ. Dạ. Hồi nãy em mới hỏi anh đó là hiện tại anh nhìn ở trên hệ thống webinar hiện tại giờ này là còn bao nhiêu anh chị đang theo dõi anh hả? Giờ này mình còn 120. Dạ. Em á thì em cũng giống như hồi nãy vậy anh chị nói, em nghe hết rồi, em cũng tất cả những thông tin đã có trên đó hết, nhưng mà tất cả những anh chị mà đi đợt này về á thì đều có cùng một cái cảm giác, đó là khi nghe tiếp nhận thông tin trong vài giây đầu, rồi trong khoảng chừng 30 giây đầu mọi người chưa có ngộ ra, và khi mọi người ngộ ra thì mọi người há hốc mồm, và từ cái chuyện kinh ngạc đó rồi mọi người xoay quanh cái đầu mình mà mọi người không biết lý do tại sao họ làm được như vậy. Chính vì vậy cho nên mọi người đang về và mọi người bị sốt lên, đội nhóm nào cũng mất ngủ. Nhưng mà em nghĩ một điều á là trách nhiệm của những người mới và những người cũ đều giống nhau. Giống như là Trang đang chụp cái tấm hình mà mọi người thấy ở trên cái màn hình bây giờ, nó là cái bí kíp. Thì giống như là hồi xưa mình đi học á, thì mình vô trường á, trách nhiệm của người giáo viên á là dạy mình, còn trách nhiệm người học á là phải học cho tốt thì mới qua được cái lớp đó. Thì nhà trường người ta bán luôn luôn bán cho mình một cái bộ sách, một cái bộ sách rất là đầy đủ, để ví dụ như mình học lớp 10 thì bán toàn bộ bộ sách lớp 10 ngay vào ngày đầu tiên. Nhưng mà thông thường á là những nhà phân phối mới họ vào á là họ chưa được bán cái bộ sách đó. Cho nên là khi họ bán được, mình bán được bộ sách đó cho họ, thì tính kỷ luật nếu họ có thì họ học hết qua cái bộ sách đó thì chắc chắn họ lên lớp, nên là chắc chắn họ lên tới Demilit, hoặc là họ lên tới Blue Diamond hay là Ruby. Đó chính là cái lớp mà họ trải qua. Cho nên rằng là tụi em hiểu rất rõ rằng là ngoài cái chữ Be, Duplicate, Multiply á, thì nó còn ở phía sau, đó là cái tính kỷ luật và nằm ở cái công cụ ngay từ ban đầu mà mọi người sẽ được có. Và tất cả những anh chị em nào đang nghe webinar của ngày hôm nay á, thì hãy nói với đội nhóm mình đó là
Nu Việt trong cái ngày sắp tới của Success Seminar sắp tới, hoặc là hệ thống Nu Việt mình sẽ có một cái buổi để làm riêng cho cái chương trình Star này, và tất cả cái bí kíp này sẽ được cho các anh chị trong một lần, bán cho các anh chị trong một lần. Nó bán thì nó vậy thôi chứ thực ra là các anh chị sẽ có trong một lần. Và tất cả anh chị em nào coi đây là một cái doanh nghiệp của mình thực sự á, thì cái doanh nghiệp các anh chị sẽ đi cùng cái con đường với mọi người, thì chắc chắn là anh chị sẽ đến rất rõ ràng. Còn anh chị nào mà còn mơ hồ thì các anh chị sẽ đứng qua một bên đường, và các anh chị đi chậm hay không là đi như thế nào là tùy các anh chị. Còn nếu các anh chị nào mà đi đúng theo cái con đường mà đang xây dựng Star thì các anh chị sẽ lên rất là nhanh. Và trong đội nhóm em là em đã có sẵn một cái mô hình mẫu, và em đã chọn được những anh chị đi theo cái mô hình mẫu đó. Và nếu chẳng như lên đúng cái mô hình mẫu này á, là trong 3 tháng tới là mình sẽ đi đúng cái mô hình của Nu Việt mình đang có. Bởi vì Nu Việt mình những cái gói sản phẩm mình cũng nó đang matching với cái chương trình Star rất là rõ ràng. Cho nên là em muốn nhắn đến tất cả các anh chị nào đang nghe trong webinar hôm nay á, hãy nhắn với tất cả đội nhóm của mình á, là ngay những cái ngày sắp tới Nu Việt sẽ có toàn bộ những cái công cụ cho tất cả các nhà phân phối mới đặt chân bước vào. Chỉ có các anh chị muốn làm hay không, còn khi anh chị muốn làm thì chắc chắn các anh chị sẽ đi đến đó. Rồi. Câu cuối cùng mà em chỉ muốn nói đến cho tất cả mọi người á, là những cái người vĩ đại hay tầm thường á, đều được tạo ra từ ý chí của chính mình thôi. Cho nên khi có được cái công cụ rồi, các anh chị tự quyết định lấy cuộc đời của mình đi cùng với Nu Việt, các anh chị sẽ đến đích. Đó là tất cả những gì em muốn nói. Rồi, ok, cảm ơn Bình Nam. Như anh Bình Nam vừa mới nói đó mấy anh chị, một số mấy anh em mình sẽ có một vài cái thông tin nó mới hơn đấy, về những cái chương trình ứng dụng, về cái Star, cũng giống như là cái sự liên kết giữa mình và cái NuSkin Việt Nam anh chị. Và tất cả những cái thông tin đó thì một số mấy anh chị sẽ được cảm nhận, và đặc biệt là trong cái Ruby School sắp tới đó mình sẽ nói nhiều về cái Star, và cái Success Seminar cũng tương tự như vậy anh chị ha. Ngày mai đó một số anh em mình sẽ có một cái buổi họp, và qua đó nó sẽ có một vài cái quyết định nó liên quan tới cái tương lai của Nu Việt, đặc biệt là trong cái năm 2014 anh chị. Thật ra một lần nữa cảm ơn sự chia sẻ của tất cả mấy anh chị, riêng một số anh em mà đã nghe lại cái chương trình này đó, mấy anh chị cũng nên phổ biến cho mọi người vào tham dự những cái chương trình webinar mỗi buổi tối để có thể cập nhật một vài cái thông tin anh chị. Vì NuSkin đang bước vào một cái giai đoạn tăng tốc, và điều đó nó không có nghĩa là mình đứng ngoài mình nhìn anh chị. Nếu mà mình chịu quyết định tham gia nhập cuộc, mình cũng phải tận dụng những cái cơ hội, và mình phải có một cái tinh thần như cái Thiên Trang và Bình Nam vừa mới nói, mình chỉ cái tính kỷ luật. Thực tế ra trong cái ngành mình làm, mình có cái sự tự do anh chị, và đôi lúc mình có quá nhiều tự do, trong đó có cái tự do là không làm gì hết. Và do đó một số anh chị đi cái chuyến này về đó và đã quyết định đó là chỉ tập trung vào những anh chị nào có cái mức độ nghiêm túc. Vì cái lỗi lầm phổ biến nhất trong cái ngành mình làm anh chị là tốn quá nhiều thời gian vào những người ta không làm. Và cái đó là cái mà anh chị sẽ thấy cái sự khác biệt rất lớn trong cái thời gian sắp tới. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị. Chúc mấy anh chị ngủ ngon và hẹn gặp lại mấy anh chị vào ngày mai cũng vào giờ này, 21 giờ giờ Việt Nam anh chị, giao lưu với nuviet.com. Xin chào tất cả mấy anh chị.